Rồi trong giới sinh sinh giới á, tức là trong giới sinh vật á, thì côn trùng nó là lớp mà phong phú nhất với hơn 1 triệu loài ha, triệu loài. Nó hiện diện ở khắp nơi ở trên trái đất ha, và nó có nhiều vai trò tích cực lẫn tiêu cực ở trong cái giới tự nhiên ha, ở tự nhiên. Thì ngày nay con người chúng ta đã, nếu mà xét về tiêu cực á, thì chúng ta đã khá vất vả để có thể là nghiên cứu tìm ra được những biện pháp để đấu tranh với côn trùng, chống lại những cái tác hại của nó, để bảo vệ mùa màng, môi trường, cũng như là bảo vệ sức khỏe của con người ha. Và trong cái mảng côn trùng thì những tác hại của nó, thì những vấn đề liên quan đến sức khỏe nó được đặt ra rất là nhiều. Do đó thì côn trùng y học nó cũng mang vai trò rất là quan trọng trong việc phòng chống, nghiên cứu những cái bệnh ký sinh trùng, phân loại côn trùng ha. Côn trùng nó thuộc giới là Animalia, nó động vật không có xương sống, ngành Acrobora, tức là ngành chân khớp ha, chân khớp. Lớp Insecta, lớp côn trùng, nó có những cái bộ như bộ ruồi muỗi nè, bộ chí lợn nè, bộ rẹp nè, bộ bọ chét nè, hay là bộ cánh cứng ha, cứng. Đó là những cái loài này ở trong những cái nhóm côn trùng nó có thể gây những cái của mình ha. Về hình thái thì côn trùng học nó là động vật cái cơ thể nó phân đốt dị hình ha, nó với ba cái nhóm đốt khác nhau, tức là mỗi một cái khu vực đốt thì nó sẽ có những cái kiểu phân nó khác nhau. Các anh chị không thấy giống như con dung ha, con dung từ đầu nó luôn có đốt và có loại à. Nhưng mà côn trùng thì mỗi một khu vực nó sẽ là một cái kiểu đốt ha, một kiểu đốt à, nó có phân biệt rất rõ là đầu ngực bụng cách rõ ràng. Những cái côn trùng nó có về sinh lý của nó, thì những con côn trùng nó sẽ có những cái tiết tuyến ngoại tiết, tuyến ngoại tiết. Tuyến ngoại tiết nó là những cái tuyến tiết nó tiết ra những cái chất ra ngoài cơ thể của con côn trùng trùng hoặc nó vào các khoang hay là các hốc ở trong cơ thể, hay là những cơ quan nội tạng của côn trùng ha, côn trùng. Một số tuyến ngoại tiết chính ở côn trùng chẳng hạn như là tuyến nước bọt này, tuyến sáp này, tiếng đọc nè, tiếng hôi, hay là tiếng thơm à, tiếng thơm. Tức là đối với những con côn trùng á, thì nhiều con nó sẽ có những cái tiếng sáp, nó tiết ra những cái chất dạng như sáp, sáp âm. Đó. Rồi những cái tiếng đọc, những cái chất độc do những con côn trùng nó sẽ tiết ra. Rồi tiếng hôi, tức là những cái mùi rất là khó chịu ha, khó chịu, để nó xua đuổi thù. Rồi tiếng thơm, nó phát ra những cái để có thể là thu hút cái những cái con đực của con cái, nó phát ra những cái mùi để thu hút nhau trong cái việc mà giao phối. Rồi những cái tiếng nội tiết, những cái tiếng nội tiết là những cái tiếng mà nó tiết ra những cái chất đổ vào bên trong các cơ quan ở bên trong, tức là những cái hormone để nó điều khiển quá trình sinh trưởng, phát triển và các hoạt động sống khác của côn trùng. Những cái tuyến nội tiết mà quan trọng ở nhất ở côn trùng, nó tiết ra những cái hormone chẳng hạn như là hormone sinh trưởng này, humanized hormone, tức là hormone này giúp cho côn trùng nó lớn lên, và tuyến ngực nó tiết ra cái hormone lột xác biến thái Addison hormone, tức là hormone tăng trưởng là làm cho côn trùng nó lớn lên, và hormone juvenile cái hormone mà biến thái Addison là làm cho côn trùng nó sẽ bỏ cái lớp vỏ cũ đi để nó thay bằng cái lớp mới. Nhờ cái lớp mới như vậy nó sẽ lớn lên, nó sẽ bự lên, và nó phải lớn lên nhờ cái hormone là juvenile hormone, nó Ký lớn sinh lên trùng, nó chính là những rồi cái sau vi khi nấm nó hay gì? chậm Vi nấm.
cái vỏ thì nó sẽ nhờ cái hậu Nấm thuẫn đây giám là mình sát đang nói nấm y để học nó ha, xây một cái vỏ mới, tức là những cái nấm có thể nó gây nhờ bệnh cho như mình vậy thì nó sẽ à, chứ lớn không phải mình lên, nói đến những cái nấm mà mình ăn ha, tức là mình không nói nấm đùi gà hay nấm kim châm nha, mình nói nấm y học tức là nấm gây bệnh ha. về sinh lý hệ cơ ở côn trùng thì côn trùng là lớp động vật nó ưa hoạt động, động và nó có hệ cơ nó phát triển. Các anh chị nào mà các anh chị hay nghe tôi bảo rằng là có một cái bài mà muốn khỏe đẹp thì luyện tập thể thao con cào cào ấy, bay tới bay lui ấy, tức là côn trùng là một trong những cái loài mà nó vận động nhiều nhất. Chị thấy nó đậu, nó bay liên tục hoặc là nó đậu ở một chỗ nó không đứng yên, chị nó cứ nhảy tới nhảy lui vậy đó, nhảy lui nó là những cái loài nó vận động liên tục và cái hệ cơ nó rất phát triển mà nó sẽ có cơ vách hay cơ vỏ là nhóm cơ vân vận động này, cơ vận động, cơ nội tạng là nhóm cơ thuộc những cái bộ phận ở bên trong và màng ngang cơ thể. So với cơ vách thì cơ nội tạng nó chiếm tỷ lệ ít hơn nhiều, cái này thì thấy là những côn trùng nó sẽ có rất là nhiều những lớp cơ này. Ở con châu chấu thì nó lại có cơ dập ngực nè, rồi cơ lưng ngực nè, cơ nâng hạ đốt chuyển nè, rồi cơ xiên ngực nè, cơ lốt chân đầu nè, cơ lưng ngực. Tức là các anh chị nhìn một con châu chấu như vậy, các anh chị thấy là mình nhìn có vẻ nó không có miếng cơ này, nhưng mà thực ra nó có những cái cơ trong nó hay cái cơ này. Về hệ tiêu hóa thì phần trước của hệ tiêu hóa nó chính là miệng nè, hầu, thực quản, chiều, tiền phòng, rồi phần giữa nó sẽ là dạ dày, phần sau nó là ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn ha. Tức là đối với côn trùng thì cái hệ tiêu hóa của nó tương đối là hoàn chỉnh hay các anh chị, tương đối là hoàn chỉnh, nó có đầy đủ những cái cơ quan để tiêu hóa. Bộ máy tuần hoàn thì cơ thể côn trùng nó chứa một lượng máu khoảng 20 đến 30% trọng lượng cơ thể, thì có nhiều anh chị nói rằng là nó chiếm đến 20 30% trọng trọng lượng cơ thể, tức là máu rất nhiều. Tại sao chúng ta không thấy máu nó máu? Bởi vì máu của côn trùng á, máu côn trùng nó không có cái sắt ở trong cái máu, không có hemoglobin sắt, nên là máu nó không có màu đỏ, màu đỏ máu nó sẽ là những cái dịch trắng, nên là mình không phân biệt được. Mình đôi khi mình cứ quan niệm là máu phải màu đỏ, nhưng mà côn trùng thì máu nó không đỏ. Bộ máy ở tuần hoàn ở côn trùng thì nó khá đơn giản và nó thuộc vật chủ hở, máu tràn ngập trong các xoang cơ thể và nó phần trống ở trong cái bộ phận, tức là nó không, nó ít chảy trong cái mạch, nó sẽ chảy dọc các xoang hết, nó không có mạch, chỉ có một phần nó lưu thông trong mạch máu duy nhất gọi là mạch máu lưng ha. Tức là ở chúng ta thì máu á, nó sẽ lưu thông trong tất cả những cái mạch đi đến tất cả các cơ quan, nhưng mà ở côn trùng thì nó chỉ có một cái máu lưng ha, và máu nó chỉ lưu thông mạch nó, còn lại những cái nơi khác thì máu nó tràn ngập vào những cái xoang ha. Về bộ máy hô hấp thì bộ máy hô hấp của côn trùng là một hệ thống khí quản ha, tức là ống dẫn khí nó phân bố ở trong cơ thể theo một vị trí nhất định và nó thông ra ngoài qua những cái lỗ thở. Bộ máy thần kinh thì côn trùng nó là được xếp vào nhóm động vật bậc thấp, động vật thì nó chia là động vật bậc thấp và động vật bậc cao, thì côn trùng nó là nhóm động vật bậc thấp, nhưng bộ máy thần kinh của nó thì và những cái cơ quan cảm giác thì ở côn trùng thì nó phát triển khá hoàn chỉnh nè. Bộ máy thần kinh của côn trùng nó được cấu tạo bởi các tổ chức cơ bản là thần kinh lưng nè, xin lỗi, thần kinh nguyên, hay là neuron thần kinh ha, tức là nó có hình thức neuron thần kinh giống như người vậy nè. Thần kinh nguyên là loại tế bào đặc biệt, nó gồm có một tế bào thần kinh và dây thần kinh do tế bào này phân ra. Bộ máy sinh sản ở côn trùng á thì hầu hết côn trùng nó sẽ sinh sản hữu tính và nó có sự phân biệt cá thể đực và cá thể cái. Nó có bộ máy sinh sản tương đối hoàn chỉnh nè, bao gồm là 5 bộ phận. Một, nó là tuyến sinh dục, là nơi mà sản sinh ra những cái tế bào sinh dục,
đó là tinh hoàn ở con đực này và buồng trứng ở cái con cái ha, đúng không, con cái. Thứ hai nó là ống sinh dục, thứ ba nó là lỗ sinh dục, thứ tư là tuyến phụ sinh dục, và thứ năm là những cái cấu tạo phụ trợ, tức là cái hệ thống của máy tinh dục của nó, sinh dục của nó cũng tương đối hoàn chỉnh, hoàn chỉnh. Về chu trình phát triển, đa số côn trùng thì nó đẻ trứng, đa số nó đẻ trứng. Côn trùng nó có thể phát triển qua nhiều cái giai đoạn, chẳng hạn như trứng, nó có thể phát triển vài ngày, sau đó nó dạng ấu trùng. Ấu trùng nó sinh sống bằng cách là nó sử dụng những cái chất dinh dưỡng có gần ổ đẻ và nó lột xác để nó lớn lên, nhộng. Giai đoạn này thường nó hóa thành kén ha, và sau đó là từ cái kén nó sẽ nở thành cái con và nó phát triển thành con trưởng thành, thì nó sẽ hình thể bên ngoài nó rất đa dạng, trong quá trình phát triển của nó thì ấu trùng, những con côn trùng này nó có những giai đoạn biến thái, có những côn trùng nó sẽ biến thái, tức là cái hình dạng của cái trứng khi nó nở ấu trùng thì cái ấu trùng đó nó rất khác với con trưởng thành, hoàn toàn nó có thể không giống gì nhau hết. Nó trải qua nhiều giai đoạn phát triển thì nó hình thành lên một con trưởng thành, và cái con non khi nở ra thì nó rất khác với con trưởng thành, người ta gọi đó là cái gì, biến thái. Đây, trên chị thấy là cái một cái ví dụ về cái chu trình phát triển của côn trùng, tức là ở đây vòng đời của mũi nè, mũi trưởng thành nó sẽ để trứng, trứng nó sẽ nở thành ấu trùng, hay chúng ta gọi nó là lăng quăng hay gọi là bọ gậy, rồi từ ấu trùng nó sẽ phát triển thành cái nhộng, tức là nó hóa kén con nhộng, rồi sau đó nó thành con trưởng thành, thì các anh chị thấy rằng là từ cái trứng trứng mũi mà nó nở ra thành con lăng quăng, thì cái con lăng quăng là con ấu trùng, tức là cái con non của con mũi, thì cái con ấu trùng tức là con lăng quăng nó là ấu trùng, nó là con non của mũi, thì hình dạng của nó hoàn toàn nó khác với lại hình dạng của cái con mũi trưởng thành, nó khác hoàn toàn với hình dạng của con mũi trưởng thành. Do đó là khi mà phát triển thì người ta nhìn, đôi khi người ta không nhìn ra được, nếu mình chưa, nếu mình không biết thì mình sẽ nói rằng là hai con này không liên quan với nhau hết. Cho nên là người ta gọi chương trình phát triển của những con côn trùng mà kiểu như thế này, tức là giai đoạn là chương trình phát triển nhưng mà là có biến thái, và là biến thái hoàn toàn, tức là cái trứng mà nó nở thành con non thì con non đó hình dạng của nó hoàn toàn khác với lại cái con trưởng thành, nên người ta gọi nó là biến thái hoàn toàn ha. Vai trò của côn trùng y học, các đầu tiên là nó gây tổn thương cho người. Vai trò côn trùng y học đầu tiên, nó sẽ gây tổn thương cho người. Nhất là gì? Nó sẽ gây bệnh do nó ký sinh. Tức là những con côn trùng này nó sẽ ký sinh ở trên cái người của chúng ta, trên người chúng ta. Nó ký sinh trên người của chúng ta. Có anh chị nào mình đang đẩy mic, các anh chị tắt mic dùm. Đầu tiên là nó gây bệnh ký sinh, tức là nó sẽ sống ở trên cơ thể chúng ta, nó ký sinh để nó lấy cái chất dinh dưỡng, chẳng hạn như là con mũi. Mũi mà nó đốt mình thì nó sẽ lấy cái máu của mình để nó sống. Nó là ký sinh, những con ruồi nó bám trên vết thương của mình để nó lấy chất dinh dưỡng. Đó là ký sinh. Thứ hai là côn trùng nó sẽ có lông độc, hay nó có chất độc. Cái gì thấy có rất là nhiều những côn trùng mà khi nó chích mình hay nó cắn mình thì nó để lại những vết thương, hoặc là thậm chí có những chất độc. Có một số loài nhện trên thế giới này, nếu nó cắn chúng ta, nó chích chúng ta thì chúng ta có thể tử vong, tại vì nó có chất độc.
là có những cái lông độc, rất là nhiều loại côn trùng. Rồi nó gây ngứa hay dị ứng, nhiều loại côn trùng chúng ta tiếp xúc với nó mình chỉ cần dính vào nó thôi nó sẽ bị, nó gây ngứa ha, hoặc là nó gây dị ứng, dị ứng da, nó phồng rọt lên, nó nổi mẩn đỏ lên, nó ngứa, nó có mủ bóng nước. Rồi côn trùng hút máu, đấy, những con muỗi nè hút máu mình nè, đó đó là những côn trùng hút máu ha. Rồi gây sợ hãi, tức là nó có thể có những con nó không gây bệnh gì cho mình, nó không gây hại cho mình, nó không tiếp xúc với mình, nó không gây dị ứng gây ngứa, nhưng mà rất nhiều người chúng ta sợ côn trùng, nhiều người con rắn không sợ, con sư tử con hổ báo thì thấy nó cũng không sợ không gì, không có bị ác cảm gì hết, không có bị, nhưng mà nhiều người chỉ cần thấy con côn trùng nó cái gì là người ta rất là sợ, thì rất là nhiều những con trùng nó sẽ gây sợ hãi. Có người thì người ta sợ nhện, có người người ta sợ gián, có người người ta sợ những con côn trùng khác, rất nhiều những cái loài côn trùng mà nó hay gây sợ hãi, tại vì côn trùng thì nó đa dạng nhiều loài. Đó là cái vai trò mà nó gây tổn thương ở cho người. Ở đây các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ có gì, một số những cái con côn trùng chẳng hạn như là cái con nhện quá phổ đen, đó là các anh chị mình cũng nghe con này, con nhện quá phổ đen này thì ở Việt Nam mình sẽ không có, không có, nó sẽ có ở những cái nước ở Nam Mỹ, ở vùng Nam Mỹ, cái con nhện quá phổ đen này nó có một đặc điểm là gì, khi mà nó giao phối xong rồi á thì cái con nhện cái á, là nó sẽ giết luôn con nhện đực. Nó giết luôn con nhện đực. Nó giết luôn con nhện đực, cho nên là khi mà giao phối xong là con nhện đực nó sẽ chết, và con nhện cái nó sẽ thấy, nó sẽ lấy cái cái chất nó sẽ lấy cái con đực nó làm cái thức ăn cho những cái con non, con non để nó nuôi dưỡng những cái trứng, nuôi dưỡng những con non đó. Cái con nhện cái thường nó sẽ lớn gấp 2 gấp 3 lần cái con nhện quá phổ đen. Xin lỗi, con nhện cái nó lớn gấp 2 3 lần so với con nhện đực. Cho nên là khi mà nó giao phối xong thì nó là giết luôn cả con nhện đực. Và cái quá phổ đen thì cái con này nó có nọc độc cái gì, độc. Và quá phổ đen này thì nó có thể rằng là nó gây độc, một số những cái tài liệu người ta bảo rằng là con nhện quá phổ đen nó có thể là cái nọc độc của nó có thể gấp cả chục lần so với độc của cái con rắn, rắn chuông chất độc của nó là cái chất độc do nhện quá phổ đen nó tiết ra là latotoxin, latotoxin nó là một cái chất độc tác động lên thần kinh, bệnh nhân có thể là cô nôn ói nè, hôn mê nè, co giật nè, thậm chí có thể liệt liệt thì nó vừa gây sợ hãi, cái con này nó vừa gây sợ hãi mà nó vừa có chất độc nữa. Và khi mà giao phối xong thì cái con nhện quá phổ đen này là nó giết luôn con đực, cho nên là con này lúc nào người ta gọi nó là quá phụ, tại vì nó không có chồng. Nó giao phối mà thành công rồi là nó giết luôn con đực liền. Rồi cái con thứ hai là cái gì thế, là nó là con kiến đạn. Kiến đạn này nó cũng có Việt Nam. Kiến đạn này thì nó thường nó ở những cũng vùng, ở những vùng, những cái vùng đới ở rừng ở những cái nước Nam Mỹ. Thì cái con kiến đạn này người ta nói rằng là
cái vết cắn của nó đó là nó đau như là một vết đạn bắn, và so với con kiến bình thường nó cắn mình thì con chẳng ăn thua gì. Cái con này nó gấp cả trăm cả ngàn lần so với những con kiến bình thường nó cắn mình. Thì trước đây là mình từng xem một cái phim tài liệu, nó nói về một cái bộ lạc ở trong cái rừng Amazon ấy. Cái bộ lạc đó là khi mà người thanh niên người ta đến 15 16 tuổi ấy, thì nếu nó muốn được đánh dấu là một người trưởng thành, được phép tham gia vào những cái công việc quan trọng của bộ lạc đó, chẳng hạn như là đi săn bắt này, hay là những cái hội nghị có những ý kiến, từng ý kiến hay là quyết định những công việc của bộ lạc đó đó, thì hay được phải dựng vợ gả chồng rồi đó, thì nó muốn trải qua cái việc được công nhận được trưởng thành đó, thì nó phải để cho những con kiến đạn này cắn ấy. Nó phải để cho con kiến đạn này cắn. Đứa nào mà nó được cái con kiến đạn này cắn xong rồi và thì nó rất đau ấy, đau, nhưng mà sau đó nếu mà nó hồi phục, nó vượt qua được, thì những đứa trẻ đó nó được công nhận rằng là những người trưởng thành, và được phép tham gia vào những công việc của bộ lạc. Rồi cái con thứ ba là cái con bọ đậu đen. Bọ đậu đen này thì các anh chị thấy rằng là ở Việt Nam mình có nhiều lắm. Cái bọ đậu đen, con bọ đậu đen này thì nó không có gây hại, nó không có cái chất độc, nhưng mà nó gây ra khó chịu và sợ hãi nhiều. Như thấy là nhiều, thường là nó gặp ở những cái vùng như ở Đồng Nai nè, Bình Dương nè, Bình Phước nè, ở những cái khu vực mà nó gần những cái rừng cao su á, thì có thể là nó bay vào trong nhà dân ấy. Có người người ta quét trong nhà ra, người ta quét mà hơn chục ký, nó bám đầy trên tường, trên giường, bàn ghế đâu này kia, và nó gây sợ hãi nhiều, nó gây phiền phức và sợ hãi rất nhiều, khó chịu, phiền phức và sợ hãi. Thầy ơi, Chào chị. thầy có thể nói thêm một chút về cái con kiến ba khoang không thầy? Kiến ba khoang cuối bài mình có nói, mình sẽ có vài À, cái phòng kiến ba khoang. dạ dạ em cảm ơn thầy. Rồi côn trùng, nó đầu tiên là nó có thể gây những cái thương thương cho mình. Cái thứ hai là côn trùng nó có thể truyền bệnh, tức là côn trùng nó có thể là vận chuyển mầm bệnh, nó là cái trung gian truyền bệnh cơ học. Chẳng hạn những con ruồi, thì nó có thể là truyền cái bệnh cho mình, tức là nó vận chuyển cái bệnh từ nơi này đến nơi khác, và nó sẽ truyền cái mầm bệnh đó cho mình. Đó là cái trung gian truyền bệnh cơ học ha, tức là nó chỉ chuyên chở thôi, nó không làm gì hết. Nó giống như shipper vậy, giao hàng từ nơi này đến nơi khác. Cái thứ hai là côn trùng nó là vector truyền bệnh, nó có thể là những cái con ruồi, muỗi hay là những bọ chét, nhưng mà cái vector này nó là vector sinh học đi, tức là những con côn trùng nó phải phát triển một thời gian ở trên cơ thể những cái con này thì nó mới mới có thể truyền bệnh được. Như vậy là côn trùng nó có thể gây bệnh cho mình, nó vừa gây sợ hãi cho mình, nó vừa tiết độc này kia, nhưng mà côn trùng đồng thời nó cũng sẽ truyền những cái mầm bệnh khác vào cho người. Rồi dịch tễ học của các bệnh liên quan đến côn trùng, đặc điểm và sự phân tán này, côn trùng nó trưởng thành thường nó chuyển động nhanh và phức tạp hơn so với những cái giai đoạn mà ấu trùng, tức là giai đoạn còn non. Giai đoạn trứng và nhộng thì thường nó ít di chuyển, hoặc là có thể di chuyển thụ động theo dòng nước hoặc là theo gió, hoặc là nó được mang đi cái thụ động bởi sự vận chuyển di cư, du lịch hay gì đó. Sự phân tán này nó sẽ quan trọng khi nó có sự tác động từ bên ngoài, như chúng ta là giao thông nè, vận chuyển nè, của con người, và nó sẽ làm phân tán những cái loài côn trùng đi rất xa. Và nếu như có dịch xảy ra, mầm bệnh nó sẽ được lan tỏa đi theo, phân tán theo đường này. Tức là ví dụ các anh chị thấy rằng là nếu như nó chỉ gây bệnh ở một cái vùng đó thôi,
Nhưng mà nếu như nhiều người ta đi lịch đó, xe đến đó nó vận chuyển, có thể là nó nhiễm cái trứng, cái ấu trùng, côn trùng gì đó, thì nó có thể vận chuyển cái mầm bệnh nó đi rất xa và nó có thể lây lan rất nhiều. Nơi nào mà đời sống của côn trùng nó được tiếp diễn, nhu cầu của nó được đáp ứng đầy đủ, thì nó sẽ hình thành nên nơi ở của côn trùng. Nó còn được gọi là vùng phân bố, hay vùng phân bố, thì vùng phân bố của động vật ký sinh nó sẽ phụ thuộc hoặc là phụ thuộc chặt chẽ vào cái phân bố ký chủ. Tức là côn trùng nó muốn sống được thì nó phải sống ở một cái khu vực mà nó có đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của nó, chẳng hạn nhu cầu về thức ăn, nhu cầu về nơi cư trú. Và đối với những con côn trùng mà ký sinh á, ký sinh thì nơi ở của nó phải có ký chủ. Dụ con ký trùng sốt rét, nó phải có ký chủ của nó, chứ nếu không có ký chủ nó không sống được một thời gian, nó sẽ chết. Tức là nó phải có ký chủ để nó xâm nhập vào, rồi để nó nhân lên, rồi nó phát tán thế hệ, nó sinh trưởng, nó thế hệ. Chứ bản thân nó nếu không có ký chủ thì nó sẽ không sống được. Tức là cái vùng đó phải có ký chủ của nó. Thì như vậy nó sẽ liên quan, người ta nếu mà người ta biết được là cái ký chủ nó phân bố thuộc nào, thì người ta sẽ biết rằng là ở những khu vực đó nó sẽ có những con côn trùng nào. Đối với côn trùng, nó là động vật nó sẽ cần phải kiếm thức ăn để nó sinh sống, thì nhu cầu về thức ăn nó sẽ khiến cho côn trùng nó phân bố ở những cái vùng phù hợp với sự phân bố của nguồn thức ăn. Mỗi loài côn trùng nó sẽ có thời gian tìm mồi hút máu khác nhau, có loài hút máu ban ngày hay là chiều tối, nhưng cũng có loài hút máu cả ngày hoặc là bất kỳ lúc nào. Thì lúc nào đánh giá đúng cái nhịp độ tấn công của côn trùng sẽ giúp chúng ta tìm ra được quy luật sinh học và đề ra những cái biện pháp kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Tức là mỗi một cái loài côn trùng nó sẽ có một cái nhịp độ sống khác nhau, con nào nó sống ở thời điểm nào, nó gây bệnh như thế nào. Nếu như chúng ta đánh giá được cái nhịp độ sống của nó, tức là cái con côn trùng nó sẽ tấn công con người vào lúc nào, nó tấn công theo đường nào, thì chúng ta có thể đề ra cái biện pháp để có thể là phòng chống nó. Cái này là những cái nhà dịch tễ học người ta sẽ phải nghiên cứu rất là kỹ nha, cái kiểu tấn công như thế nào, cái đường lây truyền của nó thế nào và thời điểm nó tấn công như thế nào, ký chủ nó là cái gì, người ta sẽ phòng chống. Thì các anh chị thấy rằng là trong những con côn trùng thì những con muỗi nó sẽ có thể truyền rất là nhiều bệnh cho người. Những con muỗi nó có thể là những cái nhóm mà thường xuyên hay gặp mà chúng ta truyền bệnh cho người, chẳng hạn như là muỗi Anofen nè, muỗi Andes nè, muỗi Culex nè, muỗi Mansonia nè. Thì nếu chúng ta đã xác định nó là những con muỗi thì cách phòng tránh duy nhất là chúng ta sẽ cắt đứt cái đường lây của nó, tức là làm sao cho nó đừng đốt mình, hoặc là làm sao cho nó đừng có nơi cư trú thì nó sẽ không sinh sản được, chẳng được. Một số cái bệnh nó có thể gây ra là sốt vàng, tức là những trẻ nó sốt mà vàng da rất nhiều nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến một số những cái loài côn trùng y học quan trọng ha. Quan trọng đây là những cái con côn trùng mà mình sẽ đề cập tới ha. Chí rận nè, rẹp nè, bọ chét nè, muỗi nè, ruồi nè, ve nè, cái ghẻ nè, hay là kiến ba khoang ha. Đầu tiên mình nói về chí rận. Chí rận thì nó thuộc lớp côn trùng Insecta, bộ là Anoplura, họ là Pediculidae. Vòng đời của chí rận nó sẽ có ba cái giai đoạn: trứng nè, thiếu trùng và cuối cùng là trưởng thành. Chí rận nó có thể gây ngứa ngáy, khó chịu, đồng thời có thể truyền bệnh sốt phát ban, sốt hồi quy ha, sốt hồi quy. Thì chí cái gì, cái gì nhớ rằng là hồi nhỏ
Mình nhớ là đi học là đứa trẻ nào nó cũng có trí, đứa trẻ nào nó cũng có trí. Còn những trong trong trường học á, một đứa mà nó có trí là nó trên đầu là nó lây cho rất là nhiều đứa khác. Và hồi nhỏ mỗi nhà đều có một cái lược giải trí, chị nhớ là cái lược nó là bằng gỗ mà nó có hai bên luôn á, là nó sơn thường thường anh nhớ là màu xanh với màu đỏ đó. Mà khi nó cái lược có rất là thích, cái răng lược có rất là thích, mà khi mà muốn giải trí cho đứa nào đó, là để một cái tờ, hồi xưa cũng không có giấy A4 đâu, để một tờ giấy tập á, giấy tập mà trải xuống là nó rớt chí xuống, rớt trứng rồi rớt con chí xuống, chúng ta giết đó. Nhưng mà sau này các anh chị thấy rằng là những người chúng ta là người ta dùng những cái dầu gội đầu và điều kiện vệ sinh tốt ấy. Dầu đầu chúng ta hiện giờ nó có những cái hóa chất để phòng ngừa, để hạn chế chí, cho nên là hiện nay là nó cũng ít thôi, ít chứ hồi trước đây nhiều lắm. Hồi trước đây là đi học hầu như lớp nào cũng có, và một lớp mà có một đứa là nhiều đứa nó bị theo ha. Và những cái con chí đoạn này nó có thể truyền sốt phát ban, tức là sốt malaria và sốt hoàng quy. Sốt hoàng quy tức là sốt mà do những cái con sóng khuẩn nó quay ra, và do những cái con chí hay những con rận này nó có thể truyền vào chúng ta. Thì sốt thì nó sẽ là có những cái đợt sốt mà nó hết sốt không có chuyện, sau đó thì nó lại tái phát, người ta gọi nó là sốt hồi quy ha. Tái phát nó nghĩa là nó có những cái đợt sốt đột ngột, sau đó nó lại ngừng, rồi sau đó nó lại sốt lại, rồi nó lại ngừng, rồi lại sốt lại, và sốt nó rất cao, thường là phải trên 39 độ, người ta gọi nó là sốt hồi quy. Tức là đang đột ngột vậy nó sốt đùng lên cái, xong rồi cái nó ngừng lại, rồi sau đó là nó hết, sau nó lại bùng lên. Thì thời gian sốt của nó có thể cách nhau là có loài thì 1 2 ngày, có loài thì có thể là tùy tùy là có thể 3 4 ngày. Bây giờ những con chí, anh chị nào mà mình lớn tuổi tí xíu thì mình sẽ nhớ rằng là cái con chí ngày xưa mình chạy chí, nhà nào ngày xưa nhớ ngày nào cũng có cái lược đó, giờ thì kiếm cái lược nó khó hơn vậy thôi. Bệnh do chí thì đặc điểm chung của cái bệnh chí là nó gây ngứa, ngứa nếu nặng nó có thể đưa đến loét da, gây mất ngủ nè, tâm thần bị ức chế, tức là chủ yếu là nó gây ngứa da đầu là nhiều. Nó có thể truyền bệnh rickettsia, sốt phát ban hay là sốt hoàng quy nè. Về chẩn đoán chúng ta phải dựa vào triệu chứng ngứa ha, rải, tìm trứng hoặc là ấu trùng hoặc là con trưởng thành ở trên đầu hoặc là trong quần áo hoặc là cái kẽ vải ha, kẽ vải tức là chúng ta sẽ chải tóc trên đầu xuống, chúng ta dùng một cái tờ giấy trắng là ta hứng để xem là nó có hay không. Có không, nếu mà nó có con chí thì dễ thấy lắm, thì nó rớt xuống này nè, rớt xuống. Hay là rẹp nè, rẹp thì nó là một cái bộ là Hemiptera, họ là Simicidae. Rẹp nó có kích thước nhỏ 4 đến 6 mm. Rồi, các anh chị chờ mình tí xíu. Mình quay trở lại nha các anh chị. Rẹp thì nó có kích thước nhỏ ha, khoảng 4 đến 6 mm thôi. Mm. Màu nâu, nó dẹp ở lưng bụng nè. Nó không có cánh. Cánh. Con cái thì nó lớn hơn là cái con đực ha, cơ quan sinh dục đực thì nó không đối xứng và nó tạo thành cái gai giao hợp quay về một bên. Đây là cái con rẹp hay rẹp, thì rẹp thì nó bị là nghi ngờ rằng là nó truyền bệnh cho người, nhất là những cái bệnh viêm gan CVB này, sốt phát ban ha, bệnh phong phùi, sốt hoàng quy,
và bệnh do Leishmania, tức là một loài vi khuẩn nó gây ra, nhưng không có chứng minh, là xác nhận, ngay được xác nhận. Tuy nhiên con rẹp á thì chắc chắn là nó sẽ cắn mình. Cái chỗ mà con rẹp cắn á thì nó sẽ có thể mụn đỏ nè, ngứa, gây phản ứng dị ứng. Có người là chỉ có ngứa thôi, nhưng mà có người nó có thể có mẩn đỏ, có người có thể là nó gây phản ứng dị ứng nè. Phản ứng dị ứng nó có thể rằng là nặng hay là nhẹ, hoặc là đôi khi nó gây rối loạn thần kinh cũng như là rối loạn tiêu hóa ở một vài người. Rẹp là nó cắn mình do cái điều kiện lần là nếu chúng ta nằm ở những cái nệm hay là những cái nơi mà ít vệ sinh, giường chiếu mà ít vệ sinh thì có thể bị rẹp cắn. Thì các anh chị nhớ là cách đây khoảng chừng 2-3 tháng gì đó, báo chí nó cũng nhiều báo nó đăng là ký túc xá đại học sư phạm là hay là đại học kinh tế là em nhớ không nhớ là ký túc xá đại học nào đó, là nó cấm là sinh viên không được nằm nệm, cấm sinh viên không được nằm nệm. Khi mà báo chí nó nghe vậy thì cũng nhào nhào vô hỏi, thì cuối cùng là trường lý giải rằng là sinh viên nó nằm nệm á thì nó khi mà nó ra trường anh chị, thường là sinh viên mới mua nệm là những cái nệm nó không được xịn lắm, và khi nó ra trường thì nó không đem nệm theo, nó để lại thì trường bắt buộc phải dọn, phải tốn cái chi phí dọn cái nệm nó đi, và thường là nệm cũ không ai xài được hết. Và thứ hai nữa là trong trường nó phát hiện rằng là những cái một số những cái nệm ở trong những cái túc xá, những cái phòng túc xá đó nó có rẹp ấy, và trường đã phun xịt này kia nhưng mà cũng không hết. Cái này thì khi cái chị phun là sinh viên bề mặt nó nằm ở trong kẽ, nằm ở chui ở trong cái nệm thì làm sao mà phun được, cho nên là quyết định là cấm không nằm nệm, cấm sinh viên không được nằm nệm mà phải nằm chiếu. Rẹp tức là có thể các anh chị ít thấy nhưng mà mình nghe rõ ràng là nó có hả chị, mới đây cách đây khoảng chừng 2-3 tháng các anh chị lên báo hay sạch lại là ký túc xá mà cấm sinh viên mà nằm nề là nó sẽ lý giải cho các anh chị. Em nhớ không lầm là đại học sư phạm hay đại học kinh tế gì đó. Rồi tiếp theo là bỏ chét đi, bỏ chét. Bỏ chét nó là thuộc lớp côn trùng ha, Insecta. Họ là Bulicidae. Bỏ chét là cơ thể nó sẽ dẹp hai bên, dài 0.8 đến khoảng 6.5 mm ha. Đầu ngực bụng phân biệt rất rõ. Cả quả chất đực hay quả chất cái đều có thể hút máu của mình, vòng đời của bọ chét thì khoảng nó có 4 giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và con trưởng thành. Bọ chét nó sẽ truyền bệnh dịch hạch này, quan trọng nhất là nó truyền dịch hạch. Chuột mà nó mắc dịch hạch nó có thể lây bệnh cho người qua trung gian của bọ chét ha. Nó truyền bệnh Rickettsia là bọ chét truyền Rickettsia mosseri nè, Rickettsia tiếp phi nè, nó gây bệnh sốt phát ban nè, bệnh thường gặp ở những cái vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới ha. Đây là những con bọ chét ha. Ngoài ra các anh chị, ngoài ra những con bọ chét này á, nó cũng có thể rằng là nó cắn mình, và thường thì nó sẽ không nghiêm trọng. Bọ chét nó có thể cắn mình nhưng mà thường nó không nghiêm trọng. Tuy nhiên một số ít trường hợp là do chúng ta gãi nè, nó làm tổn thương cái da, nó sẽ dẫn đến là nguy cơ bị nhiễm trùng. Một số ít người nữa, rất hiếm, tức là người ta sẽ sưng, người ta rất đau ở cái chỗ mà bọ chét nó cắn, tức là do cơ thể người ta phản ứng quá mạnh với nó.
thì có thể là ta cần phải điều trị. Chứ bình thường bọ chét nếu nó nằm như thể mình thì nó gây khó chịu và nó cắn gây ngứa thời gian rất ít thôi. Nhưng mà quan trọng đúng là nếu như bọ chét này mà nó có mang cái vi khuẩn diệt hạch á, thì nó sẽ truyền cái bệnh diệt hạch cho mình đó. Mũi thì là chúng ta thường hay gặp nhất hả anh chị. Mũi nó là lớp côn trùng Insecta, nó là bộ Diptera, họ là Culicidae, kích thước nó là từ 5 đến 20 mm. Có thể có 3 phần: đầu, ngực, bụng, rất rõ. Đây là những con mũi thôi. Mũi thì chắc là các anh chị quen. Cái vòng đời của mũi, tức là con mũi nó trưởng thành thì khoảng 5 đến 8 ngày nó sẽ đẻ trứng. Trứng thì 1 đến 3 ngày nó sẽ nở ra cái con lăng quăng. Lăng quăng thì 5 đến 8 ngày nó sẽ hóa thành nhộng. Nhộng thì 2 đến 3 ngày nó sẽ nở thành con mũi trưởng thành. Đó là một cái vòng đời của con mũi. Vòng đời này là biến thái hoàn toàn. Phổ biến nhất trong những cái bệnh do mũi truyền bệnh là bệnh sốt rét ha, và bệnh sốt xuất huyết ha. Sốt xuất huyết mình cũng đã từng 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 đề cập về nó rồi ha anh chị. Còn sốt xuất huyết là năm nào nó cũng có ha, nào cũng có, cứ mưa là nó có, mưa là nó bùng lên, mưa nó bùng lên. Mũi Anophen nó là trung gian truyền bệnh sốt rét cho người ha. Còn virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết là nó có 4 tiếp 1, 2, 3, 4, mà nó gây hội chứng sốt cấp tính ha, phát ban và đau nè. Trung gian chủ yếu của nó là mũi Andes aegypti ha. Tiếp theo nó là ruồi. Thì ruồi nó là lớp côn trùng Insecta, bộ Diptera. Ruồi cái thường thì nó đẻ trứng, tuy nhiên là cái ruồi mà sarcophaga thì nó đẻ ấu trùng ha, ở nơi ẩm nè, trứng nó nở thành ấu trùng, tức là con dòi. Ấu trùng nó phát triển qua ba cái giai đoạn gì? Giai đoạn cuối thì nó tìm nơi đất xốp để nó chui xuống và nó hóa thành con nhộng ha. Ruồi nó là phương tiện vận chuyển mầm bệnh nguy hiểm bằng cách là nó nhả từ ở trong diều ra những cái mầm bệnh, hoặc là nó phóng thích ở trong phân, hoặc nó làm rơi mầm bệnh khi nó bám trên thức ăn của chúng ta. Tức là cái mầm bệnh nó có thể bám trên lông, trên cánh, trên đầu, trên râu của con ruồi, và khi mà nó bám vào trong thức ăn hay là vết thương của mình thì nó làm rơi vãi cái mầm bệnh nó xuống. Con ruồi này thì nó vai trò là chuyên chở, là chủ yếu là những chuyên chở cái mầm bệnh là chủ yếu. Ruồi nó có rất nhiều loại, có những con ruồi tôi đưa các anh chị một vài những con ruồi để các anh chị có thể thấy rằng là anh chị còn nghe không các anh chị? Dạ mất mất hình rồi thầy ơi. Còn nghe Em chỉ thôi có ạ. mất thế thầy ơi, mất slide rồi. Nó báo rằng là nó bị lỗi gì đây. Thầy chia sẻ lại thầy. Rồi, thấy chưa các anh chị? Được chưa các anh chị? Dạ được rồi thầy ơi. Rồi. Ruồi thì nó cũng có rất nhiều loại ha. Đây cho các anh chị thêm một vài con thôi, vài con thôi, rất là nhiều loại. Ruồi, ấu trùng ruồi, nó có thể là gây bệnh dòi ở người và động vật, chẳng hạn như là bệnh dòi hút máu nè, dòi vết thương nè, dòi ở da và ở dưới da. Tức là con ruồi thì đôi khi là nó chỉ mang mầm bệnh lên, nó mang mầm bệnh, nó vận chuyển mầm bệnh đến chúng ta, nó thả mầm bệnh nó ra, nó truyền cái mầm bệnh nó thôi. Riêng con ruồi thì nó sẽ không có, nó không
nó không có cắn mình, nó chỉ đậu lên đó, đôi khi là nó đậu trên vết thương mình cảm thấy mình khó chịu, hoặc là nó nhiều quá mình nhìn mình thấy nó phản cảm, hay là mình thấy nó ghê, nó sợ. Nhưng mà con dòi á, tức là cái ấu trùng của ruồi, một cái giai đoạn phát triển của con ruồi thì nó có thể gây bệnh ha. Dòi thì có thể là dòi máu nè, dòi vết thương, hay là dòi ở da, hoặc là ở dưới da ha, ở dưới da à, hoặc là bệnh dòi ở những cái xoang của mặt, hay là bệnh dòi ở đường tiêu hóa và ở đường niệu sinh dục ha, sinh dục à, đây là một cái trường hợp các anh chị thấy bệnh dòi trong mắt ha. Tức là trứng của con dòi mà ấu của con ruồi mà nó nở trong mắt mà nó hình thành cái ống dòi của nó à, dòi. À. Rồi thứ sáu là con ve gì, ve là nó thuộc lớp nhện đó chị à, Arabida à, nó được chia làm hai họ là Isoida ve cứng và Agasida tức là ve mềm, ve mềm. Ve cứng thì trên lưng nó có một cái khiên à, con đực thì khiên nó có thể che phủ hết cái mình à, con cái thì nó chỉ che được có một phần trước thân thôi, còn đầu nó sẽ nhô ra khỏi cái thân ha. Nó có lỗ thở ở gần háng của đôi chân thứ tư. Còn ve mềm thì lưng nó không có khiên che phủ. Cái đầu giả thì nó thụt vào phía dưới cái bụng, nó có lỗ thở nằm ở trước háng của đôi chân thứ ba. À. Đầu tiên mình sẽ nói về ve cứng. À. Ve cứng là họ là Isoida. Nó được gọi là ve cứng vì ở trên lưng của nó à, nó có một cái lớp chitin cứng, nó được gọi là khiên hoặc là mai ha, là mai. À, ve cứng nó sẽ gây bệnh cho thú và người vì nó tạo nên cái vết thương ở chỗ ve cắn à, nó sẽ gây ngứa tại nơi chích, nó gây thiếu máu bởi lượng máu do ve hút máu, hút máu. Con ve nó có thể cắn mình, nó có thể chích mình, hoặc là có thể gây thiếu máu bởi lượng máu, tức là nó có thể hút máu. Các chị thấy là trước đây mình thấy nhiều trường hợp mà hồi trước mà do cái điều kiện vệ sinh nó kém ấy, những con chó hay là những con trâu con bò nhà nó hay có bị ve, ve nó đeo kính ở trên ve. Các chị thấy rằng là khi các chị lấy con ve nó xuống, các chị đặt nó ra thì máu rất nhiều, nó hút máu con chó nè, hút máu con mèo này, hút máu con bò, hút máu con trâu, hút máu con ngựa đó, nó là gia súc hút máu rất nhiều. Ve cứng thì nó có thể truyền bệnh do rickettsia, tức một loài vi khuẩn, bệnh nhiễm siêu vi, bệnh nhiễm vi trùng và do hoặc là bệnh do sán khuẩn truyền bệnh do ký sinh trùng. À, đây là ve cứng là gì? Ve cứng. Rồi đến họ ve mềm, Agasida. Thì ve mềm cơ thể nó có dạng tương tự như ve cứng, nhưng trên thân nó không có những cái tấm chitin cứng. À, ve mềm nó sẽ truyền bệnh là sốt hồi quy nè, bệnh do rickettsia nè, truyền vi trùng, virus, dung sáng, đơn bào. Nó gây bại liệt từ dưới lên, dưới lên. Đây là con ve mềm ấy, ve mềm. Rồi con tiếp theo trong nhóm côn trùng này đó chính là con cái ghẻ. À, cái ghẻ là lớp nhện đó, à, nhện Aranida, họ là Sarcotidae. À, thì ban đêm khi mà da nó ấm lên đó, thì con cái nó sẽ đào cái đường hầm. Con đực thường nó sống ở trên mặt da hay là trong cái đường hầm do con cái nó sẽ đào sẵn. Sau khi giao hợp thì con đực nó chết ha. Chết. À. Tức là con cái ghẻ này nó sẽ chui trong da mình, chui ra mình. Và nó sẽ đào cái đường hầm ở trong đó. Con cái nó đào được cái gì? Con đực thì không đào được, nhưng mà con cái nó đào được. Nó đào cái hầm ở trong da mình.
triệu chứng đầu tiên khi chúng ta nhiễm cái ghẻ, tức là nó ngứa vào đêm được. Cái ghẻ nó ký sinh ở kẻ tay nè, ở cổ tay nè, ở cùi chỏ nè, ở mông nè, ở nách nè, ở háng. Bệnh nhân người ta gãi nhiều nó sẽ gây bội nhiễm, tức là có thể nhiễm thêm những cái tác nhân khác, hạn như là vi khuẩn cái gì đó. Da sẽ sần lên, xuất hiện mụn nước trong hơi lồi. Rồi con cái ghẻ này chúng ta có thể thấy triệu chứng nó, chúng ta có thể thấy những cái nốt da phồng lên, tức là đường hầm nó tạo ra, nhưng mà chúng ta không thấy được nó bởi vì nó nhỏ, chúng ta phải nhìn cái thiên vi mới thấy được ha. Vì được, nó khác với những con côn trùng khác như con muỗi chúng ta thấy, là con ve chúng ta thấy nè. Đây là con cái ghẻ hình như là cái ghẻ, và ở đây là chúng ta có thể thấy là những cái đường hầm của con cái ghẻ nó đào ở trong da của mình, thì nó giống như là một cái vết bỏng, một rợp nó lồi lên ấy. Lồi lên. Rồi tiếp theo là con kiến ba khoang. Thì mấy năm gần đây anh chị, con kiến ba khoang này nó nổi lên rất nhiều, và ở hầu hết là những cái vùng ở Việt Nam này đều có con kiến ba khoang này nhé. Và người chúng ta tiếp xúc với con này cũng nhiều, và nhiều người chúng ta không biết cách để phòng tránh nó. Và chứ chúng ta có nghe thấy kiến ba khoang là chúng ta đập, nhưng mà chúng ta không biết cách để đập nó cái gì. Kiến ba khoang nó là lớp côn trùng Insecta, nó là bộ cánh cứng. Coleoptera họ là Staphylinidae. Thì kiến ba khoang thực ra nó không phải kiến anh chị, mà nó là một loại bọ cánh cứng, nó có tên khoa học là Bayerirus fusivet. Thực ra nó không phải là con kiến, nhưng vì hình dạng của nó giống kiến nên người ta gọi nó là kiến ba khoang. Đây là con kiến ba khoang. Cái gì nhìn cái hình ở phía dưới anh chị á, là cái hình chụp tiêu chuẩn kiến ba khoang. Còn cái hình ở trên là cái hình mình đi bắt đây. Mình đi bắt, mình bắt xong rồi mà sợ nó cắn, là lúc mà mình nghiên cứu là phải bắt con sống, sau đó là bỏ trong cái bịch xong rồi cho cái nước vào để cho nó chết ha. Nó chết. Các gì thấy nó sẽ có cái màu, hai màu là màu đen với màu cam, nó phân bố đây người ta gọi là ba khoang ấy, ba khoang. Ở Việt Nam thì trong những cái năm gần đây thì kiến ba khoang nó thường xuất hiện ở những khu dân cư rất nhiều, cái gì hầu như khắp nơi. Chúng ta thấy Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nơi khác và những nơi gần với cánh đồng lúa. Loài này thường xuất hiện vào mùa thu, thời gian vào dịp thu hoạch vụ mùa lúa, với mật độ nhiều hơn so với các tháng trong năm. Lý giải là tại sao ấy, đơn giản là này, những cái con này nó làm tổ dưới đất, dưới đất. Khi người ta thu hoạch lúa, tức là người ta phá cái tổ đi, người ta, tức là nó thể nằm trong ruộng lúa hay trong bờ ruộng gì đó, thì khi người ta thu hoạch lúa là người ta giẫm đạp, người ta tác động lên nó, người ta đi, người ta giẫm đạp, là mấy cày mấy cuốc nó chạy giẫm đạp, người ta phá cái tổ nó, và phá tổ nó như vậy nên là nó sẽ bay đi nơi khác, và nó thấy ở gần khu dân cư nào đó thì nó sẽ bay vô đó thôi, bay vô đó, và nó có thể là xuất hiện ở đó, hoặc là ở những cái khu dân cư mà các anh chị thấy là có những cái vùng nó bỏ hoang, vùng đồng cỏ hay là nó để rậm rạp nó bỏ hoang, thì trong những khu vực đó có thể có tổ những con kiến ba khoang này. Thì khi mà một công trình xây dựng nó đến, nó xây dựng cái khu đó thì nó sẽ phá, nó ban cái đất ra, nó ban cái vùng hang gu ra để nó xây cái công trình nào đó, nhà ở, xí nghiệp gì đó, thì có thể là trong những cái khu vực đó nó có những cái tổ con kiến ba khoang này, thì nó sẽ bay vào những cái khu nhà gần đó, nhà đó. Về phân bố thì kiến ba khoang nó phân bố rộng khắp thế giới ha. Nó thường sống ở ven ruộng nè, ven gốc rạ nè, bãi cỏ, gần vùng nước ruộng, ở những cái ruộng rau, trong những cái nơi đang xây dựng ha, xây dựng là những cái bãi
khu vực và đáy khoang. Trong dịch cơ thể của con kiến ba khoang nó có chứa một cái chất gọi là bedrin, một loại chất độc gây rộp, độc gây phỏng da, viêm da. Chất bedrin công thức của nó là C24H43O9N. Nó là một cái chất độc mà nó có độc tính gấp 12 đến 15 lần so với độc rắn hổ mang. Tức là cái con kiến ba khoang này, bởi vì nó hên, có điều may mắn đó chị, là nó nhỏ cho nên rằng là cái lượng độc của nó thì ít. Cùng một lượng độc của nó với một lượng độc của rắn hổ mang thì độc tính của nó là gấp nhiều lần độc tính rắn hổ mang. Mà độc tính là gây rọt, gây phỏng da, gây viêm da. Cho nên rằng là chúng ta tiếp xúc với nó thì rất là nguy hiểm, nguy hiểm. Biểu hiện viêm da khi tiếp xúc với kiến ba khoang thì thường nó xuất hiện ở những vùng da hở như là cổ nè, mặt nè, lưng nè, tay nè, chân nè. Kiến nó có thể gây viêm da từ mức độ nhẹ đến nặng tùy theo độc chất xâm nhập qua da. Tức là cái con kiến này nha, các anh chị chúng ta không cần phải làm gì hết, nó chỉ cần rớt trên da mình thôi là nó cũng nó cũng có thể gây rợp, gây ngứa, gây phỏng. Hoặc là chúng ta dùng tay chúng ta bắt nó là nó dính đi. Độc tính nó gây rợp trên da rất là mạnh, độc tính của nó rất mạnh, cho nên là chúng ta chỉ cần lấy tay chúng ta cầm vào nó thôi, hoặc là nó rớt ở trên cổ mình, rớt trên mặt mình, rớt trên lưng mình thôi là nó đã ngứa rồi, nó đã rợp da rồi, rợp da. Chứ không cần là chúng ta phải làm gì hết, nó không cần cắn chứ, rồi chúng ta bóc nó là nó bị rồi. Cho nên rằng là đối với con này là khuyên các anh chị rằng là nếu chúng ta thấy nó thì chúng ta có thể mình sẽ giết nó hay là mình thu đuổi đi. Thì các anh chị giết nó thì các anh chị phải dùng một cái vật nào trung gian, hay một cái cây hay cái gì đó giết nó, chứ anh chị không được quyền lấy tay mà chúng bóc trực tiếp vào nó nha các anh chị. Nhiều người nghe nói là kiến ba khoang là nó gây ngứa cái gì đó, người ta khi mà đồ gặp nó lấy tay bóp dục thì hành động như vậy là cái tay mình sẽ ngứa liền, nó gây rợp, nó phỏng da của nó liền. Và nếu như một người đó mà chúng ta bị nhiều kiến ba khoang nó cùng một lúc tấn công hay cùng một lúc nó gây rợp thì nó thì có thể rất là nguy hiểm, bởi vì độc tính nó rất là nguy hiểm, nó độc hơn rắn hổ mang. Nhưng mà tại vì nó nhỏ nên hàm lượng rất ít cho nên là nó chỉ gây rợp chúng ta thôi, gây ngứa, gây phỏng, gây độc da. Thì các anh chị thấy rằng là cái đây là cái hình chụp mình chụp trực tiếp năm 2018 này, một cái bệnh nhân người ta đang nằm mà ta bị con kiến ba khoang rớt xuống cổ ấy, và cổ người ta nó phồng rộp đỏ lên như vậy. Cái năm đó ở cái bệnh viện này thì phía sau nó có một công trình xây dựng, nó phát hoang một cái khu đất mấy mẫu á, cho nên là cái tổ kiến là dự đoán là khả năng là tổ kiến ở trong những khu đất đó nhiều, và nó bay vào trong bệnh viện anh chị. Và nó bay lên hả, nhiều khi một cái giường mà sáng mà mình để những cái phòng mà không có người nằm, sáng ra là cái giường nó bò đầy kiến ba khoang luôn. Đó là những cái giường bệnh, ba khoang giường bệnh. Rồi bệnh nhân người ta bị kiến ba khoang, nó rớt mắt, gây nó rợp mắt ra luôn. Đây là những con mà hồi đó mình bắt này, mình bắt, mà tại vì lúc mà mình bắt nó thì mình đem là bỏ trong một cái bịch rất nhiều, xong sau đó là đổ nước vào để cho nó chết ấy. nó chết rồi nó bắt nó ra, thì mình kẹp gấp nó ra chứ không dám bắt bằng tay, và cũng không để nó sống, sợ nó sống nó bò hồi mình không biết nó bò nó lên là nó gây rộp đi, cho nên là phải giết nó. Rồi mình có chụp hình nghiên cứu để dùng để làm tài liệu cho các anh chị ha, anh chị. Hồi đó năm đó to lên chút cũng thầy. To lên hả chị? Dạ. Nghe kiến này đập lắm mà cũng không có biết nó ở ngoài thực tế nhìn nó như thế nào. Thực tế là hình này nè. Thế là hình này nè. Con này nè. Thấy không? Ở ngoài nó cũng có màu sắc vậy luôn hả thầy? Đúng rồi, nó có màu sắc vậy luôn á. Nó vậy đó. Nó có ở trên đầu nó đen nè, xong đến là cái khoang cam rồi khoang đen rồi cam rồi đen đó. Nó mới vậy á, cái con mình chụp nó cũng vậy. Có thể là phân bố nó khoang đen khoang cam nó khác nhau một chút, nhưng mà nó thường là cứ đen là cam đen vậy đó.
Thầy ơi, trong trường hợp mình lỡ tiếp xúc với nó thì có cái gì để mình sơ cứu trước khi tới bệnh viện không thầy? Này nếu mà chị thích chút nhẹ nó thì nó rập lên thời gian nó hết là chị, nhưng mà mình sẽ rửa lại với nước hoặc là mình sát trùng thôi chứ không có làm gì hết, cũng không có làm gì, trừ trường hợp mà chị bị nặng quá thì nó ấy mình phải vào bệnh viện thôi, chứ thường là cũng không có, nó không có, tại vì nó thực ra độc nhưng mà nó ít, nó nhỏ, nó ít số lượng ít, cho nên rằng là chúng ta cũng không có phải vào bệnh viện đâu. Em có người bà bạn ở này cũng phải nhập viện gì vì đụng vô con kiến này Thì có người người ta mẫn quá khi người ta đạm ba, là đặc biệt cái người mà người ta bị nè, cái thói quen á, mình tối mình đang nằm ngủ á, cái lỡ con này nó động lên trên da mình đúng không chị, nó chích mình á, theo thói quen là chúng ta dùng tay làm gì, chúng ta đập xong rồi chúng ta gì, chúng ta lấy tay chúng ta chà, cái chị chà 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 là nó lan ra hết cái vùng nào mình chà luôn á, cho nên rằng là khi nó lan ra như vậy thì nó sẽ phồng rộp lên rất nhiều, nó sẽ mụn rộp lên nhiều lắm và nó gây ngứa gây đau nhiều lắm và bắt buộc người ta phải vào bệnh viện để điều trị. Điều trị. Dạ, cảm ơn thầy. Mình hạn chế mình cái biện pháp mà để phòng chống kiến bò khoang hoặc là côn trùng nói chung á, là mình sẽ hạn chế mở cửa, là đặt lưới ngăn côn trùng ở những cái vị trí mở mà không cho côn trùng nó bay vào trong nhà. Nếu như khu vực chúng ta ở mà có nhiều côn trùng chúng ta thấy rồi, nên ngủ màn nè, rũ sạch khăn mặt quần áo và trước khi dùng, nếu như có côn trùng thì nó sẽ rớt xuống, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nhất là ở mùa mưa, phát quang bụi rậm này, bụi rậm cây cỏ ha, xử lý vệ sinh thú nuôi đúng cách để ngăn ngừa trung gian truyền bệnh. Mình nếu chúng ta phát hiện côn trùng thì có thể sử dụng thuốc xịt nè, thả cá ăn ấu trùng, đặt bẫy bắt hay liên hệ những cái trung tâm tế dự phòng để người ta hướng dẫn cụ thể ha. Nếu mà chúng ta đã tiếp xúc thì rửa ngay dưới vào nước sạch ha, nước muối sinh lý hay là xà phòng. Đối với kiến ba khoang thì kiến ba khoang nó sẽ ưa ánh sáng đèn ban đêm, cho nên là nếu trong nhà chúng ta thì chúng ta sẽ mở đèn ở ngoài hành lang cái gì, ban công, để cho thu hút con kiến nó đi vào trong đó mà nó không vào trong phòng nữa, nó đốt đốt mình và chúng ta sẽ diệt. Khi phát hiện kiến chúng ta nên liên hệ với các cơ quan y tế chuyên trách y tế dự phòng này để được hướng dẫn và xử lý. Thì vết thương do kiến ba khoang nó có thể bị lầm với như một số bệnh ngoài da khác như là zona, hay biểu hiện như đau dọc theo dây thần kinh nè, vết cắn nó bỏng nát nè, nó có mụn nước hay mụn nhỏ li ti lõm vào ở giữa một phần từ chùm á, thương tổn nó sẽ lan rộng nếu như chúng ta gãi ngứa mà quệt sang những vùng da lành. Có nhiều người tối đang ngủ lơ mơ bị con kiến nó đốt xong cái lấy tay đập nó xong rồi cái chà 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 để cho con kiến chết, theo thói quen của chúng ta nếu gặp kiến cho chị hay lấy tay chà chà để cho nó chết, thì mình chà 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 như vậy là nó sẽ lan ra rất là nhiều ở những cái vùng da xung quanh và nó gây bỏng rộp hết những vùng da đó. Rồi đó. Đề phòng mũi chích ha, cũng là một trong những cái biện pháp để phòng chống cái bệnh và côn trùng ha. Đó là cái bài về côn trùng. Rồi các anh chị chờ tí xíu, mình sẽ có một cái bài, còn một bài nữa mình sẽ nói chút xíu cái bài này để cho các anh chị ha, chờ mình mở bài lên nha các anh chị. Rồi các anh chị sẽ mình sẽ nói chút xíu về cái bài này, cái gì này tức là bệnh ký sinh trùng từ động vật mà nó truyền sang người, tức là bệnh ký sinh trùng mà nó lây truyền từ động vật sang người là những bệnh và những hiện tượng mà nó nhiễm ký sinh trùng qua lại tự nhiên giữa động vật có vú và sự động vật có xương sống và người, tức là những cái bệnh mà do côn trùng động vật ở trên động vật nó có thể truyền sang chúng ta, mà tức là nó nhiễm ở trên động vật nhưng mà do chúng ta tiếp xúc với động vật mà nó sẽ truyền sang chúng ta và có thể nó gây bệnh được ở chúng ta, hoặc có thể là nó gây bệnh được, có thể phát triển hoàn chỉnh chúng ở trên chúng ta cũng được, hoặc là có thể là nó chỉ phát triển một giai đoạn nào đó ở trên cơ thể người chúng ta nhưng mà nó vẫn gây hại anh chị. Và hiện nay thì do cái điều kiện vệ sinh chúng ta thì hạn chế ký sinh trùng, điều kiện vệ sinh hay là những cái điều ý thức dân người ta cũng sẽ tăng lên, nhưng mà vấn đề mà bệnh truyền từ động vật sang chúng ta thì nó vẫn còn tồn tại rất nhiều. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là do chúng ta vẫn còn là cái cuộc sống nông nghiệp nó nhiều quý vị, tức là tiếp xúc với lại những động vật chẳng hạn như là heo này, bò này, gà này, ngựa này, lừa này, cừu này, dê này,
tức là những cái động vật nuôi xung quanh chúng ta. Rồi những cái động vật nuôi ở nhà, chẳng hạn như là chó hay mèo gì đó. Và bây giờ thêm một cái nữa mà ta thấy xu hướng này gia tăng bây giờ chính là chúng ta nuôi thú cưng ấy, thú cưng. À, chim nè, chó nè, mèo nè, chuột nè, hamster nè, bọ nè, kỳ đà, rồi thằng lằn gì đó, đủ thứ loại những loại thú cưng. Và thậm chí là nhiều người chúng ta ôm những con thú cưng chúng ta ngủ, như chó hay mèo đó, thì rất là dễ tiếp xúc với những mầm bệnh từ con chó con mèo nó lây qua cho mình. Chẳng hạn như là dùng đũa chó nè, dùng đũa mèo nè, rồi dùng móc chó nè, dùng móc mèo nè, mèo. Rồi đơn bào tô xô lớp măng đi từ mèo truyền sang nè. Rồi sáng như bò với heo rồi đó, tức là những loại bệnh rất là nhiều từ động vật nó truyền sang người. Do đó là cái bài này nó sẽ giới thiệu các anh chị một số cái vấn đề liên quan đến bệnh từ động vật truyền sang người. Thì một số bệnh chúng ta thường hay gặp do đơn bào, hay là tô xô lớp măng đi nè, sáng với heo với bò vậy đó, hay là những bệnh khác chỉ gặp ở một số vùng đặc biệt, hay là một số quốc gia đặc biệt như là sáng Aegynococcus granulus nè, hay là sáng máng nè, hay là trùng roi đường máu nha. Rồi bệnh ký sinh trùng mà nó truyền từ động vật sang người thì nó có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng, đánh nặng bệnh tật xã hội ha, hoặc là mặc dù chúng ta có thể phòng được. Ngoài ra thì một số bệnh ký sinh trùng nó sẽ xảy ra bệnh nhân miễn dịch và nó gây những biến chứng trầm trọng, chẳng hạn như là nhiễm nấm nè, Cryptococcus pneumoniae nè, nó dễ lên thần kinh lắm, Penicillium malaria, nhất là bệnh nhân HIVS. Trước kia thì bệnh động vật nó chỉ gặp trên những người làm nông nghiệp ấy, nuôi động vật và những người làm trong những lò mổ, lò sát sinh và trong phòng thí nghiệm hay lò xét nghiệm. Nhưng hiện nay nó càng trở nên quan trọng vì nó có thể lây theo rất nhiều đường, chẳng hạn như là khai thác rừng, biển, sông suối, đô thị hóa, di dân, du lịch, nuôi thú cưng. Vấn đề nuôi thú cưng hiện nay cũng đang đặt ra rất nhiều anh chị. Còn những cái thuốc chúng ta sử dụng nó có thể giúp chúng ta đặc biệt ức chế miễn dịch. Những hoàn cảnh khiến con người chúng ta có thể mắc bệnh động vật, tức là bệnh động vật do nghề nghiệp, tức là những người làm nghề chăn nuôi nè, những người tiếp xúc với động vật, chẳng hạn như là trong những cái lò mổ gia súc nè, hay là những người làm ở những cái phòng khám thú y hay gì đó, thì những người có tiếp xúc thường với động vật thì cũng có nguy cơ nhiễm bệnh từ động ký sinh trùng từ động vật xuyên qua. Bệnh động vật do thức ăn, tức là ký sinh trùng nó tồn tại trong mô động vật, chẳng hạn chúng ta ăn thịt heo, thịt bò, cá gì đó nó nhiễm. Rồi những dạng nhiễm ký sinh nó tồn tại trong đất, trong thực vật, thủy sinh bị vấy bẩn hay những tác nhân gây bệnh, chẳng hạn là chúng ta ăn phải cái rau, là cái lá, hay uống cái nước hay là hoa quả gì đó mà nó nhiễm trứng ký sinh trùng. Rồi những bệnh động vật do sinh hoạt về trí, tức là do chúng ta di chuyển đến những cái vùng nó có dịch tiếp xúc đó, hoặc là do cái thói quen mà chúng ta sinh hoạt ở nhà tiếp xúc với lại những cái động vật ở nhà. Thì phân loại bệnh động vật ký sinh mà theo WHO người ta chia làm 4 loại ha: động vật nhiễm trực tiếp nè, động vật nhiễm theo vòng đời, động vật nhiễm bằng thể tiềm ẩn của ký sinh, và động vật có nguồn gốc hải sinh. Cái này các anh chị xem anh chị. Mình sẽ nói nhanh cái này. Về mặt sinh học thì bệnh động vật người ta có thể phân loại như sau, tức là bệnh động vật thật và hoàn chỉnh nè, rồi bệnh động vật thật nó có khả năng hoàn chỉnh, bệnh động vật thật không hoàn chỉnh, bệnh động vật giả, hay là bệnh động vật tùy nghi. Thì bệnh động vật thật và hoàn chỉnh tức là bệnh nhiệt động vật nó nhiễm theo vòng đời, con người có thể ngẫu nhiên lọt vào trong vòng đời ký sinh trùng, mà thông thường ký sinh trùng đó chỉ phát triển ở động vật dù không thường xuyên, nhưng khi mầm bệnh nó đi qua cơ thể chúng ta thì nó vẫn phát triển bình thường. Là gì? Tức là bệnh động vật thật, tức là bệnh này nó ở trên động vật nhưng mà nó lây sang người. Cái chính của nó là động vật nhưng mà lây sang người, nhưng mà khi lây sang người thì nó vẫn có thể phát triển bình thường được, thì người ta gọi là bệnh động vật thật ha. Ví dụ như sáng lá gan nhỏ nè, sáng lá phổi, rồi bệnh động vật thật nó có khả năng hoàn chỉnh, tức là những cái bệnh thực sự giữa những động vật có vú nó truyền cho nhau, khi nó ngẫu nhiên qua người thì ký sinh trùng nó cũng phát triển đến giai đoạn trưởng thành, cũng ký sinh ở cơ quan giống như động vật, nhưng kích thước và ký sinh trùng thường nó bé hơn ở trên động vật. Tức là một loài nào đó mà lây sang người chúng ta nó vẫn phát triển bình thường được, nhưng mà ở trên động vật thì kích thước nó rất lớn đó, nhưng mà khi qua kích thước nó nhỏ, cơ người chúng ta kích thước nó nhỏ lắm. Hoặc là những tính chất sinh học của nó cũng bị giới hạn một phần nào, chẳng hạn là nó có thể hoàn thành chu trình cũng đẻ trứng được, nhưng trứng nó có thể không lớn hoàn toàn hoặc là không nhiều bằng ở trên động vật. Tức là
có thể khi vào cơ người chúng ta nó vẫn phát triển bình thường được, nhưng mà kích thước nó không lớn bằng, trứng nó đẻ không nhiều bằng, trứng nó cũng phát triển không hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh. Ví dụ là bệnh sán lá gan lớn ha, phát siêu la. Rồi bệnh động vật thật không hoàn chỉnh, tức là cái bệnh nó ở động vật nhưng mà khi qua người thì ký sinh trùng ở nó không còn khả năng phát triển bình thường nhưng nó vẫn tồn tại dạng ấu trùng, nó gây ra hội chứng ấu trùng di chuyển với da nè, di chuyển mắt nè, hay di chuyển nội tạng nè, ví dụ như đũa chó nè, đũa mèo nè ở người hoặc là khi qua người thì ký sinh trùng nó vẫn còn khả năng sinh học thực hiện vòng đời bình thường, nhưng thực tế thì con người phải là mồi cho động vật ăn thịt khác. Bệnh động vật giả hay động vật tùy nghi là nó truyền từ người sang người hoặc từ động vật sang động vật, nhưng có thể sang người hay động vật giả khi cái nguồn bệnh sống tự do ở môi trường bên ngoài xâm nhập vào người như là một cái ký sinh tùy nghi, như một số vi nấm đấy. Những cái yếu tố mà nó cho phép ký sinh trùng nó truyền từ động vật sang người, tính đặc hiệu ký sinh, tức là đặc hiệu ký sinh là đặc tính riêng của từng nhóm và từng loại ký sinh trùng. Mỗi loại ký sinh trùng nó sẽ có khả năng thích nghi được với lại một cái loài ký chủ nào đó thích hợp nhất của nó để nó sinh trưởng và phát triển. Nếu như ký sinh trùng mà nó ký sinh được ở cơ thể người chúng ta thì nó mới có thể sống và nó có thể tồn tại và đẻ trứng được. Tức là nếu như loài ký sinh trùng đó nó có đặc hiệu, tức là nó có khả năng ký sinh ở trên người được thì nó mới gây bệnh được ha. Còn nếu nó không có khả năng ký sinh là nó không gây bệnh cho mình được. Rồi, cái yếu tố thứ hai là cho phép ký sinh trùng nó truyền bệnh từ động vật sang người, tức là vị trí ký sinh. Tức là mỗi một cái loài ký sinh trùng thường nhiều khả năng hơn những cái nội ký sinh. Tức là nếu mà một ký sinh trùng mà từ động vật sang người mà nó ký sinh được nhiều chỗ thì nó rất là dễ lây cho mình. Đối với những cái ký sinh trùng thì nó sống ở trên đường ruột hay là ký sinh trùng gây tổn thương ở da, ở niêm mạc hay phủ tạng, nó dễ dàng lây qua người hơn những ký sinh trùng mà nó sống trong mô hay trong máu. Tại vì ở động vật cái gì? Ở động vật là những cái ký sinh trùng mà nó sống ở trong máu á, trong ruột, trong da, trong niêm mạc, trong phủ tạng thì nó dễ lây hơn người. Tại khi vào người nó có thể đến ngay được da, nó đến ngay được niêm mạc, nó đến ngay được phủ tạng. Nhưng mà khi vào máu và mô thì khó hơn. Cho nên là cái loài nào ở ruột, ở da, ở niêm mạc thì nó dễ lây hơn so với loài ở máu, ở mô. Và một cái yếu tố thứ ba nữa là tổng thể sinh cảnh. Tức là ngoài yếu tố là đặc hiệu về ký sinh, tức là ký sinh trùng nó phải sống được trên người, nó phải ký sinh được trên người, nó phải thích hợp ký sinh trên người. Rồi yếu tố thứ hai là yếu tố về cái nơi ký sinh, thì nó phải có thêm một yếu tố thứ ba, tức là nó gọi là người và động vật phải có một cái sự cùng cộng đồng sinh cảnh. Tức là chúng ta và những con động vật đó nó phải sống trong một cái môi trường mà có thể thường xuyên tiếp xúc với nhau, hoặc là chúng ta ngẫu nhiên ta tiếp xúc với nó. Tức là chúng ta phải có gặp động vật thì chúng ta mới bị lây. Ví dụ một cái động vật cái ký sinh trùng ở trên con bò đấy chẳng hạn, mà một người làm nông dân, người ta nuôi bò thì người ta có thể nhiễm ký sinh trùng từ bò sang người nông dân đó. Nhưng một cái người ta làm cái nghề là kỹ sư công nghệ thông tin đi chẳng hạn, người ta không bao giờ mà tiếp xúc với con bò đấy, thì có thể là người ta sẽ không bị lây. Tức nghĩa là chúng ta phải có một cái sự tiếp xúc nhất định nào đó với những cái động vật này thì nó có thể lây. Trừ trường hợp mà lâu lâu nó có những trường hợp nó lây qua thông qua gì, thông qua thức ăn, thông qua nước uống thì cái chuyện đó mình nói. Còn cái khả năng mà dễ lây nhất, tức là chúng ta sẽ có một cái sự tiếp xúc có thể là thường xuyên hoặc là ngẫu nhiên với những cái tác nhân động vật này thì nó sẽ dễ lây. Yếu tố thứ tư nữa là khả năng cảm thụ. Khả năng cảm thụ là yếu tố nội tại của mỗi cá nhân con người, hay các anh chị hay gọi đó là cơ địa. Tức là
Có người người ta rất là dễ nhiễm dung móc nhưng mà có người người ta rất khó nhiễm, có người người ta dễ nhiễm dung lương nhưng mà có người rất là khó nhiễm, tức là do phản ứng của mỗi cơ thể con người nữa, chứ không phải ai cũng giống ai nhưng mà có thể là có người thì chỉ cần năm bảy bảy trứng có thể nhiễm nhưng mà có thể có thể tăng nó 30 50 trứng thì nó mới gây bệnh được, mới nhiễm được. Thì đó là cái khả năng cảm thụ của mỗi người, đó là mỗi yếu tố riêng của mỗi người, hay người ta hay gọi nó là cơ địa của mỗi người. Và mỗi người chúng ta nó sẽ có một cái khả năng cảm thụ khác nhau đối với sự xâm nhập của ký sinh trùng từ động vật ha. Nó sẽ phụ thuộc vào gì? Tình trạng sức khỏe này, bệnh lý nền khi chúng ta tiếp xúc với ký sinh trùng ở các loài động vật, kể cả ở người, như là tình trạng suy dinh dưỡng nè, tình trạng suy giảm hệ thống thực bào nè, dùng thuốc chế miễn dịch này, hay là dùng corticoid quá nhiều. Rồi đặc điểm miễn dịch học ở bệnh ký sinh trùng, do tính phức tạp của kháng nguyên ký sinh trùng nó sẽ có 3 kiểu đáp ứng ở vật chủ. Thứ nhất là không có miễn dịch bảo vệ, chẳng hạn như trong những bệnh lý da amip, bệnh lý giun sáng là những bệnh không bao giờ thấy tính miễn dịch thu được. Tức là những người mà bị nhiễm đơn bào amip hay là bệnh nhiễm giun sáng thì chúng ta không thấy miễn dịch thu được, tức là nó không tồn tại lâu ấy, tồn tại lâu. Miễn dịch bảo vệ tạm thời, chẳng hạn như hết sốt rét thì người và khỉ do Plasmodium lacy thì bệnh tosolysma ở chuột và động vật khác thì chúng ta thấy sẽ có những cái miễn dịch. Bởi vậy lâu dài như bệnh Trypanosoma ở loài gặm nhấm thì đa số là ở kiểu 1 hoặc kiểu 2. Phòng bệnh những cái bệnh mà lây từ động vật sang người ký sinh trùng ở trên động vật ở người thì chúng ta phòng bệnh chung là sự hợp tác của mọi người và cả cộng đồng ha, và cần thiết và cần phải chặt chẽ trong phối hợp. Đôi khi có sự phối hợp liên ngành y tế hoặc là thú y hoặc là những cái bộ ngành nào khác. Rồi phòng bệnh cá thể là mỗi người chúng ta sẽ có một cái sự phòng bệnh để các anh chị tránh tiếp xúc với lại cái nguồn lây ký sinh trùng. Các anh chị thấy người ta kể một số cái đường lây, các anh chị, tức là có thể lây qua những cái nang, những cái trứng hay nang do chúng ta ăn phải thịt những cái động vật bị nhiễm nè, nó có ở trong rau trong nước nè, do chúng ta nuôi thú cưng nè, do bà mẹ truyền sang con nè, hoặc là những người đã truyền máu nè, truyền máu thì cái này bữa trước nó chia sẻ các anh chị chút xíu, nhưng mà nó này nói kỹ hơn các anh chị chút xíu về cái bệnh ký sinh trùng lạc chỗ và ấu trùng di chuyển do ấu trùng của dung đũa chó ha, như mèo Toxocara. Thì bệnh cảnh do cái ấu trùng dung đũa chó mèo nó xâm nhập và nó di chuyển trong cơ quan nội tạng ha, nội tạng. Tại vì khi vào trong cơ thể chúng ta nó không phát triển hoàn chỉnh được, cho nên nó phải di chuyển trong nội tạng anh chị. Tác nhân gây bệnh là dung tròn hay là gọi là dung đũa, nó ký sinh ở trong ruột non của chó hay là mèo, Toxocara hay là Toxocara. Toxocara là dung đũa chó, còn Toxocara là dung đũa mèo. Đôi khi nó còn có dung đũa lợn, Acaris sumsum, hay là dung đũa ngựa, Acaris elvorum, hay là những cái dung đũa của những cái động vật nhai lại, chẳng hạn như là con bò, con trâu gì đó, là Neoascaris vitulorum, tức là ở trên động vật các chị thấy nó có rất nhiều là dung đũa. Thì loài Toxocara thì chúng ta gặp ở 80% chó ở vùng nhiệt đới và 17-20% chó vùng ổn đới. Tức là nếu như các anh chị bây giờ chúng ta lấy một con chó một nhà nó nuôi, các anh chị đem 100 con chó mà người ta nuôi ra thì trong 100 con đó ở Việt Nam mình nó sẽ có 80 con nó có dung đũa chó. Các anh chị thấy có 80 con rồi nha, 80 con dung đũa chó. Và các anh chị thấy là 80 con này nó có khả năng lây qua chúng ta rất nhiều. Thì cái con dung trưởng thành Toxocara nó sống trong ruột non của chó con ở dưới 3 đến 6 tháng tuổi à. Khi chó lớn hơn co do cơ chế miễn dịch, dung nó sẽ bị đục đẩy ra ngoài, cho nên là nó Toxocara này nó sẽ sống ở trong bụng chó non dưới 3 từ 3 đến 6 tháng. Mỗi ngày cái Toxocara này nó sẽ đẻ khoảng 200.000 trứng, thì trứng nó có thể ra ngoài ngoại cảnh, nó sống nhiều tháng ngoại cảnh và ngay cả những điều kiện khắc nghiệt ở vùng nhiệt đới. Ở tại ruột non thì ấu trùng nó chui ra khỏi trứng và nó vào vách ruột, nó lên máu, theo máu lên gan, phổi, phế quản, não, tim, và nó sống được nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Người mà bị nhiễm chứng Toxocara thì thường nó là trẻ em chơi nghịch với đất nè,
chơi với chó mèo nè, hoặc là người lớn làm những công việc gần gũi với chó, đặc biệt là trẻ em nha các anh chị. Trẻ em lây rất là nhiều bởi vì nó khi nó chơi với chó với mèo thì nó không biết giữ vệ sinh ấy, vệ sinh. À, nó sẽ rất là dễ bị nhiễm. Đây, một cái hình rất là đặc trưng anh chị. Tức là người ta phản ánh là cái sự là chúng ta tiếp xúc với những cái con thú mà gọi là thú cưng á. À, và thậm chí là để nó ngủ chung với chúng ta. Và như đã từng nói với các anh chị rồi đó, ở những nước phát triển á, khi người ta nuôi, người ta muốn mua một con chó, một con mèo, người ta ra một cái tiệm thú cưng người ta mua, thì con chó, con mèo đó nó sẽ có nguồn gốc, tức là nó sinh ra từ đâu, ở đâu, ngày nào, tháng nào, nó được tiêm ngừa cái gì, tiêm phòng những cái gì, rồi khi mà mua về rồi thì phải bao nhiêu thời gian thì phải đem nó đi lại, đi khám lại, đi tiêm lại vaccine. Người ta quản lý rất là chặt như vậy. À, nếu như mình làm sai nó phạt liền, nó tịch thu cái con mèo đó luôn, và nó phạt luôn, nó phạt rất là nặng. Cho nên là người ta tuân thủ đúng, và người ta cũng hiểu cái ý nghĩa của việc mà phải khám, phải tiêm phòng đầy đủ để tránh lây những cái bệnh, đặc biệt là ký sinh trùng sang người. Nhưng ở Việt Nam mình thì không á chị. Ở Việt Nam mình cái gì thấy là có những cái cửa hàng thú y, nhưng mà khi thú y đó gì, khi con chó, con mèo hay là con một nuôi chúng ta bị bệnh á, thì chúng ta mới đem đến chúng ta khám. À, khám. Chứ khi chúng ta mua thì không có một cái giấy tờ nào. Đa số hiện nay một số có. Tức là chúng ta có thể xác định gốc, nhưng mà đa số hiện nay vẫn là đa số là không có giấy tờ. Tức là chúng ta mua vì sự bằng lòng thôi. Tức là chúng ta thấy nó đẹp, chúng ta thấy nó dễ thương, à, hay là chúng ta mua vì con cái chúng ta thích, mua làm quà tặng cho nó, mua để nó nuôi, nó chơi. À, thì chúng ta mua về. Và chúng ta cũng chẳng hỏi rằng là cái con đó nó được chích ngừa hay chưa, nó được chích ngừa cái gì rồi, chúng ta cũng chẳng hỏi. À, rồi về thì chúng ta cũng khi nào nó bệnh chúng ta mới ảo nó đi khám. Hoặc là nhưng mà có vấn đề đó chúng ta mới đi khám, chứ chúng ta đâu có chủ động ảm đi ra chích ngừa hay gì. Cho nên là ở Việt Nam mình nuôi thú cưng còn rất là nhiều cái nguy cơ do cái cách chúng ta quản lý cái việc mua bán và nuôi. À, nó sẽ còn rất là nhiều những trường hợp thú cưng. Cho nên là lưu ý các anh chị, ở nhà mà nếu các anh chị có nuôi thú cưng, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi chuột hamster, nuôi thỏ, nuôi gì đó, nhà đặc biệt có trẻ em thì các anh chị phải hạn chế cho đứa bé mình là tiếp xúc, hoặc là các anh chị phải đi xét nghiệm đứa bé mình thường xuyên 6 tháng một lần, hoặc là kiểm tra những động vật đó kỹ để xem là từng đã có những nghiên cứu rằng là có hơn khoảng 50% đứa trẻ mà nhà có nuôi chó mà nó chơi với chó thì nó có thể nhiễm cái Toxocara canis. Hoặc là các anh chị có thể là do cái cuộc sống chúng ta nuôi bò, nuôi heo, nuôi trâu, nuôi ngựa gì đó, đó là cái nguồn sống của mình, thì nhà mình có cho em nó cũng hay tiếp xúc đó, thì các anh chị cũng cẩn thận. Thì dịch tễ học, cái bệnh mà do ấu trùng Toxocara là bệnh nó phổ biến ở khắp nơi, thường là ở trẻ 1-4 tuổi ha, trong nhà thường có nuôi chó và mèo. Trên những trẻ em thì bệnh nó khởi phát từ từ, bệnh nhân sốt nhẹ nè, thoáng qua nè, ăn ít, gầy yếu, tiêu chảy, buồn nôn, ói mửa, đau cơ và khớp nè, nó ho khạc ra đờm, khó thở dạng xuyển ha, thâm nhiễm phổi, da nổi rát hoặc là mề đay ha. Bệnh có thể tự khỏi theo nhiều tuần lễ ha, khi ấu trùng nó chết. Tức là cái ấu trùng này khi nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, nó không phát triển được con trưởng thành, bởi vì nó là con dung đũa ở trên chó, trên mèo, cho nên là vào cơ thể chúng ta nó không phát triển được con trưởng thành được. Và khi nó không phát triển được con trưởng thành được thì nó sẽ tồn tại dưới dạng ấu trùng, và nó sẽ chết sau vài tuần nếu như nó không phát triển được thành con trưởng thành. Ở người lớn thì đôi khi nó không biểu hiện triệu chứng ha, nếu có thường là sốt và nhẹ nè, mệt mỏi nè, mỗi cơ nó mẫn đứa ban đỏ, mày đây cấp mãn tính nè, khó thở, có thể giảm sự lực do ấu trùng nó xâm nhập vào nhãn cầu, tức là nó di chuyển nội tạng, nó đi vòng, nó có thể lên mắt và đến vào nhãn cầu, thì dẫn đến chúng ta có thể là giảm thị lực, bạch cầu trong máu nó có thể tăng ha, tăng. À, chúng ta dùng lâu lên miễn dịch, chúng ta tìm cái kháng thể miễn dịch thì nó có thể tăng hơn 10 đến 15 lần ha.
chẩn đoán thì người ta cũng sẽ có nhiều kỹ thuật chẩn đoán, điều trị. Thì nếu như chúng ta nhiễm cái ổ trùng nhiễm bổ cho chó thì chúng ta dùng cái Benazol này, Benazol ha, corticoid và những cái chế phẩm kháng viêm khác, hay là những thuốc kháng histamine, hay là thuốc bổ gan vitamin để tăng cái khả năng phòng chống lên. Về phòng bệnh là tốt nhất chúng ta không nên cho trẻ chơi và tiếp xúc gần gũi với chó, nhất là chó con. Chó con 3 đến 6 tháng tuổi là nó nhiễm Sosogrip, nó nghiệp, người thí nghiệm. Theo dõi sự vệ sinh của bàn tay nè, chống mọi hành vi nuốt đất, ăn đất của trẻ. Sổ dung định kỳ cho trẻ 6 tháng lần đối với trẻ trên 24 tháng. Rồi hiện cái bệnh ký sinh trùng từ động vật mà truyền sang người tiếp theo là các chị hay gặp, đó chính là cái ký sinh trùng lạc chỗ và ấu trùng di chuyển do Anatostoma binigarum nó gây ra, chính là gọi là dung đầu gai. Bệnh do ấu trùng hay là dung còn non của Anatostoma binigarum nó gây ra, nó di chuyển dưới da và nội tạng. Cái dung tròn Anatostoma binigarum thì nó trưởng thành, nó sống trong bú ở vách bao tử của những động vật ăn thịt sống mà. Sống. Như mèo nè, chó nè, chồn nè, sư tử nè, chim nè. Dung nó đẻ trứng ở vách bao tử. Trứng nó vách bao tử, trứng nó sẽ phân ra ngoài ở trong nước, ấu trùng cái trong cơ thể giáp xác nó thành ấu trùng giai đoạn 2, tức là nó xâm nhập vào giai đoạn 1, giáp xác nó xâm nhập vào con cua, con tôm, con tép rồi đó. Khi bị cá hay ếch hay lươn hay rắn nuốt phải ấu trùng giai đoạn 2, nó phát triển thành ấu trùng giai đoạn 3 ở bắp cơ của các động vật này. Còn này, khi mà chó, mèo, chồn, chim ăn các vật chủ kể trên, ấu trùng nó sẽ chui vào vách bao tử và phát triển thành dung, trưởng thành. Về mặt về tế học thì ký sinh trùng này nó gặp rất nhiều ở quốc gia Đông Nam Á, nó có Việt Nam mình, Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Việt Nam. Người nhiễm thường là do ăn cá sống hoặc là chưa nấu kỹ. Ở miền Nam Việt Nam thì chúng ta có hai cái món đặc sản nguy cơ nhiễm cao, đó là cá lóc nướng chui và móng thái chưa xử lý. Cá lóc nướng chui là sao các chị? Bởi vì chúng ta nướng, đôi khi các chị thấy là khi người ta cá lóc nướng chui là nó cắm cái cây xuống, nó bỏ con cá lóc trong cái cây đó và nó xuyên con cái cây, xong rồi nó đốt rơm xung quanh, khi cháy hết rơm là lấy ra, đôi khi cái chị dở ra ở trong nó còn máu, thì có thể nó sẽ còn nhiễm mà nhiễm. Rồi hoặc là móng thái chưa xử lý. Nếu người ăn cá nè, hoặc là chúng ta ăn cá, ăn rắn, ăn lươn, ăn ếch mà chưa nấu chín, mà trong cá, rắn, lươn, ếch mà nó có cái ký sinh trùng của cái con này, mà nó có cái trong cơ đó, trong thịt đó, thì ấu trùng giai đoạn 3 nó sẽ chui vào vách của bao tử mà nó sẽ đi khắp nơi trong cơ thể, nó đến da là đến gan là đến phổi, đến não, đến mắt, tại vì nó không trưởng thành được cho nên nó sẽ di chuyển và nó có thể di chuyển nhiều nơi. Ký sinh trùng nó có thể phát triển đến dung non nhưng không trưởng thành được, vì nó không phải là ký sinh trùng ở người cho nên là nó không phát triển thành con trưởng thành được, nó không hoàn chỉnh được. Ở vị trí ký sinh trùng nó có thể gây áp xe nè, viêm nè, hoại tử nè, xuất huyết nè, bệnh có thể kéo dài đến khoảng 17 năm. 17 năm. Về mặt chẩn đoán lâm sàng thì chúng ta thấy là chỉ số bạch cầu tăng nè, chẩn đoán xác định khi bắt được ấu trùng hoặc là dung gai còn non thì trong sang thương, có thể là da, niêm mạc, mắt, gan. Những cái thuốc chữa dung sáng, nhất là những cái thuốc điều trị dung tròn, hầu hết là có tác dụng lên cái dung đầu gai này. Chẳng hạn như là DAC, diacin carbamazine nè. Ngoài việc điều trị ngoại khoa thì có thể kết hợp điều trị nội khoa, nhất là khi được phát hiện ở dưới da hay niêm mạc, kết mạc, móng mắt, nhãn cầu, có thể dẫn đến ảnh hưởng thị lực, vỏ thực quy nhãn khoa có thể đặt và gấp cái ấu trùng ra. Đó là những cái bệnh ở trên những cái động vật mà truyền sang người. Thì các anh chị lưu ý hiện nay những cái bệnh mà động vật truyền sang người nó cũng rất là quan trọng, tại vì ý thức của chúng ta và ký sinh trùng thì nó hiểu điều kiện vệ sinh nó sẽ có, lây qua ăn uống thì nó cũng ít, nhưng mà do một số thói quen, thói quen chúng ta có thể là nhiễm. Và cái thứ hai là do thói quen nuôi thú cưng, các chị nhớ hiện nay người ta
rất là quan tâm đến việc mà nuôi thú cưng, tại vì khả năng mà khi nuôi thú cưng nhiễm kim trùng cao lắm các anh chị, cao lắm. Tại vì mình giống như mình lý giải cho các anh chị đó, chúng ta nuôi là vì bằng lòng vì thích đó thôi, chứ về kiến thức để bảo vệ mình cái điều kiện thì chúng ta không hết rồi. Đó là cái bài cuối cùng đối với các anh chị, thì các anh chị chờ mình chút, mình sẽ chia sẻ cái phần cái bài ôn tập lên cho các anh chị, bài kiểm tra và những cái lưu ý các anh chị sẽ cần lưu ý để các anh chị làm kiểm tra hay là thi nha. Thầy ơi, cho em hỏi chị thầy. Hỏi đi anh. Dạ cho em hỏi cái bài hôm qua mà cái nấm da đầu á thầy, thì bị nếu mà bị nấm da đầu thì mình điều trị cách nào cho hiệu quả thầy? Nấm da đầu hả anh? Dạ đúng rồi, nấm da đầu á thầy, nấm da đầu. Vì nấm da đầu hiện nay nó cũng có hai cách điều trị, một là các anh dùng thuốc. Hai thuốc thì nó cũng có hai dạng, tức là dạng bôi hoặc là dạng uống. Dạng uống thì một số thuốc nó được hay dùng chẳng hạn như là gluconazole này, terbinafine này, risolivine này, intraconazole này, thì mình có thể là xài những cái loại đó. Tức là những cái đó các anh chị hay mua ở ngoài thị trường nó cũng có nhiều. Nó bôi hoặc uống thì trước tiên là các anh chị cứ bôi đi. Nếu nó không hết thì mình uống thôi. Uống bôi uống. Dạ vâng ạ. Tại vì em thấy có nhiều người bị mà cứ bảo là mua thuốc dầu gội thảo dược rồi á, nhưng mà em thấy cũng không hiệu quả. Dầu gội thảo dược nó chỉ là để phòng số bệnh đơn giản thôi, chẳng hạn như chí đồ này kia thôi, chứ còn gọi cái dầu gội thảo dược đó không hết nổi đâu, người ta phải là dùng cái thuốc chuyên trị nấm kìa, trị nấm. Dạ rồi, rồi em cảm ơn thầy. Một câu hỏi nữa thầy. Hỏi đi anh. Thực ra thì bữa giờ cũng học cái môn thầy thì cũng biết bước đầu cũng tương đối về ngành y học. Xin hỏi thầy thêm một câu hỏi cuối bài, đó là tế bào nó như thế nào và cái hiện nay cái việc mà sử dụng cái tế bào gốc á cho cái quá trình chữa bệnh của khoa học hiện đại nó như thế nào ạ? Tế bào gốc thầy. Tế bào gốc. Cái này anh học cái môn sinh học di truyền mình dạy chưa? Không, em môn y học cổ truyền thôi, mới vào. À coi, nó nằm trong môn khác hả thầy? Nó nằm trong môn sinh học di truyền, nhưng mà anh hỏi mình sẽ giải thích cũng được. Vâng. Tế bào gốc nó là một cái tế bào đặc biệt ở trong cơ thể chúng ta. Ví dụ tế bào da chúng ta thì chỉ phát triển thành da thôi. Tế bào tim thì nó phát triển thành tim thôi. Nhưng mà trước khi nó thành tim, tế bào da thì nó là một cái tế bào đồng nhất, tức là tế bào đầu tiên. Khi một cái hợp tử nó hình thành giữa kết hợp giữa tinh trùng và trứng thì nó chỉ là một cái tế bào thôi. Và tế bào đó nó sẽ là tế bào đầu dòng, tế bào gốc của tất cả tế bào cơ thể chúng ta. Tế bào gốc là tế bào nó có khả năng biệt hóa thành tất cả những loại tế bào khác trong cơ thể chúng ta. Một tế bào gốc nó có thể biến thành tế bào tim, có thể tiến thành tế bào da, tiến thành tế bào mắt, tiến thành tế bào tóc, tức là nó có thể biệt hóa tất cả. Và tế bào gốc thì nó cũng có nhiều loại, tức là tế bào gốc vạn năng, tức là nó có thể biến thành tất cả các loại tế bào khác trong cơ thể. Rồi tế bào gốc đa năng, tức là một tế bào gốc nó có thể biến thành nhiều loại tế bào khác. Rồi tế bào gốc vạn tiềm năng, tức là nó có thể biến thành nhiều những cái tế bào gốc mà nó khác khác nhau. Rồi hoặc là tế bào gốc đa năng, tức là nó biến thành nhiều loại tế bào khác nhau. Thì nói chung là tế bào gốc là mình hiểu đơn giản là nó là một tế bào có thể biệt hóa thành những nhiều loại những loại tế bào khác. Thì vai trò của tế bào gốc trong y học, tức là hiện nay có một số bệnh người ta sẽ dùng tế bào gốc, người ta tiêm vào chẳng hạn như là các anh chị thấy rằng là có những cái tế bào gốc chẳng hạn là nó tiêm vào để người ta như tủy của một người ha, một người mà ta bị bệnh tủy, tức là bệnh ung thư máu á, ung thư tủy là nó tạo ra những cái tế bào ác tính, mà tức là tủy mà nó sản xuất ra tế bào bạch cầu, nó toàn là tế bào ác tính, tức là ung thư bạch cầu, thì người ta sẽ diệt hết cái tủy đó đi, xong người ta cấy cái tế bào gốc vào trong cái tủy đó để cho tế bào gốc, kích hoạt tế bào gốc đó để nó phát triển thành tủy xương mới, và tủy xương mới thì nó sẽ sản xuất ra những cái tế bào không có bị bệnh, thì người đó người ta sẽ hết cái bệnh là ung thư máu. Hoặc là người ta ứng dụng những cái tế bào gốc trong điều trị những cái bệnh cụ thể, chẳng hạn như là người ta cấy tế bào gốc vào
trong những người bị tiểu đường để người ta kích hoạt nó sản xuất ra insulin. Tức là người bị tiểu đường là người bị thiếu insulin thì người ta sẽ kích hoạt sản xuất insulin để nó bù lại cái insulin mà đã thiếu, làm cho người đó không hạn chế cái tác động của tiểu đường. Tức là người ta kích hoạt một cái tế bào gốc nào đó là để nó tạo ra một cái lượng tế bào nào đó, mà tế bào đó thì tùy thuộc ha, người ta có thể là kích hoạt nó thành tế bào da hay tế bào tóc hay gì đó, thì về lý thuyết là sẽ làm được như vậy các chị. Như hiện nay thì ứng dụng cũng rất nhiều. Tức là trong tương lai người ta có thể nói rằng là từ một tế bào gốc người ta có thể tạo thành một cái quả tim, nhưng mà hiện nay thì chưa được ha. Nhưng mà trong tương lai là từ tế bào gốc người ta có thể biệt hóa nó thành một cái quả tim và dùng quả tim đó ghép cho những người bệnh tim, không cần có người thay thế nữa. Nhưng mà hiện nay chúng ta chưa làm được điều đó. Nhưng mà nếu xét về lý thuyết tế bào gốc thì chúng ta có thể làm được điều đó. Vậy lưu trữ tế bào gốc hiện nay đã được làm chưa thầy? Được anh, ở Việt Nam mình có mà. Ở Việt Nam mình có vài bệnh viện làm được á. Anh đến lưu trữ, trả tiền tế bào gốc, lưu trữ, anh sẽ ký lưu trữ bao nhiêu năm thì tùy anh. Rồi anh trả tiền cho nó. Rồi nếu mà sau này ví dụ mình cần lấy tế bào gốc ra để nghiên cứu hay là để điều trị một cái bệnh nào đó cho mình hoặc là cho con mình hay cho người nhà mình thì mình lấy tế bào gốc ra thôi. Và tế bào gốc lấy từ bao nhiêu tuổi mới lấy ra được thầy? Tế bào gốc á hả? Thường là tế bào gốc là nó lấy từ máu dây rốn là nhiều. Dây rốn. Tại do lý do về đạo đức nên người ta chỉ lấy cái tế bào gốc từ máu dây rốn thôi. Có nghĩa là mới sinh ra mới lấy ra được, còn lớn là không có nữa thầy. Hiện nay theo em biết là người lớn chúng ta người ta không cho lấy. Không cho lấy. Không biết là sau này nó có cho không, nhưng mà hiện nay là lưu trữ tế bào gốc, những ngân hàng mà Việt Nam hiện nay đang lưu trữ là chỉ lưu trữ tế bào máu cuốn rốn thôi. Có thể nó lấy từ máu dây rốn, có thể lấy từ mô dây rốn, có thể lấy từ lưu trữ luôn cả cái mô luôn. Tức là nó có thể lấy cái tế bào gốc ở trong máu nó đem lưu trữ, hoặc là tế bào gốc ở trong mô dây rốn này lưu trữ, hoặc là lưu trữ luôn cả cái dây rốn. Thầy ơi, cho em hỏi là cái lúc mới sinh á, thấy một số bệnh viện hay lấy một cái dây rốn hay lấy cái gì để lưu lại để sau này ví dụ như cái bệnh ung thư hay gì để chữa trị, cái đó là như thế nào thầy? Đó là lưu trữ tế bào gốc, nhưng mà anh phải đăng ký người ta mới lưu, chứ không phải là tự nhiên ta lấy. Anh phải đăng ký và anh trả tiền cho người ta mới lưu cho mình. Dạ rồi, em cảm ơn thầy. Ủa vậy là trường hợp là trẻ sơ sinh mà rụng rốn rồi là đâu lấy được nữa thầy hả? Đâu, cái này nó lấy là trong lúc mới đẻ ra cắt rốn là nó lấy, chứ còn rụng rốn rồi sao lấy được. Nhưng mà thầy em thấy có một số người lớn đó, người ta đi cấy tế bào gốc thì cái đó là không phải là họ lấy từ tế bào gốc của người đó mà cấy từ một người khác vô hả thầy? Đúng rồi, nó cấy từ một người khác hoặc là nó có một số... nó sẽ không giống, tức là tế bào gốc của người là giống nhau hết hả thầy? Tế bào đầu dòng ai nó cũng giống nhau anh chị, nó chỉ mang đặc điểm gen khác nhau thôi. Anh thấy mấy ông mà đại gia ông hay đi qua Nhật Bản rồi gì ông cấy tế bào gốc á. Cái đó là hiện nay cấy thì cấy, nhưng mà thực ra nó quảng cáo như vậy thực ra nó cũng không có cái hiệu quả nhiều lắm đâu. Thực ra hiện nay là công nghệ tế bào gốc nó còn cũng là nó bước đầu phát triển thôi, một số bệnh đơn giản thôi chứ không đến nỗi mà xét về lý thuyết là chúng ta có thể tạo ra một con người hoàn chỉnh từ tế bào gốc, nhưng mà hiện nay chưa được đâu. Tương lai tại em thấy bên nhà em á có mấy người ta đi cấy tế bào gốc, cũng lớn tuổi rồi, có mấy tuổi rồi mà đi là ra tới Nhật Bản á chứ không phải ở Việt Nam mình. Cấy để trị gì chị? Không, kiểu như phòng ngừa thôi, cho sức khỏe tốt hơn, hay là phòng ngừa các cái bệnh trong người thôi chứ không có cái bệnh gì hết. Kiểu như họ cấy để mà có cái sức khỏe nó tốt hơn, để ngừa một số cái bệnh gì đó, tuổi già tuổi gì họ sợ, kiểu như họ để họ kéo dài cái tuổi thọ ra đó. Thì cái đó nó cũng là một dạng để ngừa bệnh đó thầy. Rồi cái đó thì mình chưa nghiên cứu sâu cái đó, nhưng mà không nhiều bệnh đâu mà người ta ý nói là làm trẻ hóa tế bào á thầy, thay thế. Thấy cái trung tâm ở Việt Nam mình kết hợp với Nhật Bản, nhưng mà trung tâm đó là cũng lớn, hình như Win hay là gì quên không tên, thì có kiểu như họ lấy cái thông tin bên này thôi, nhưng mà làm là qua bên Nhật làm chứ không có làm ở đây. Làm là em thấy cao tiền lắm, cũng gần cả mấy tỷ á. Đúng rồi, nhiều tiền lắm chứ không ít đâu.
Thầy giới thiệu về thầy một ở đâu ấy thầy, thầy công tác ở đâu thầy? Bữa giờ con Bình hả chị? Dạ, giới thiệu sao về thầy đi học nãy giờ, bữa giờ mà không biết thầy. Thầy mở cho xem mặt luôn đi thầy. Thôi xem mặt làm gì các anh chị? Tại vì đơn giản là vậy nè, mình không thể biết mặt các anh chị thì các anh chị cũng không biết mặt mình thôi, sao giờ? Thôi thì thầy là một, thầy là một tâm không, là giới thiệu. Đọc hả? Giới thiệu ha, tức là mình là đang công tác ở bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Mình làm ở bệnh viện cũng nay là cũng phải 16 năm rồi. Thầy làm ở trên khoa gì thầy? Trước đây thì mình làm ở khoa xét nghiệm, nhưng mà hiện nay thì mình làm lên khu vực hành chánh làm rồi chứ không làm ở khoa xét nghiệm nữa. Sếp hả thầy? Sếp xó chị. Làm lít tấu. Thầy nói thầy làm ở đâu cái nào đó, nói lại thầy. Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn anh. À vậy thầy biết thầy Chiết không? Ờ, thầy Chiết là em ruột mình á. Vậy hả? Mình cũng công tác ở Hóc Môn nè. Mình làm ở khu ở đâu anh? Nó phòng khám. Phòng khám nào anh? À, thầy biết bệnh viện Mỹ Hạnh không? Mỹ Hạnh ở trên Đức Hòa. À, đúng rồi, Mỹ Hạnh ở cầu đôi. À. Cầu lớn với lộn lộn, cầu lớn. Anh chị nào mà học dược mà học mà môn của thầy Chiết dạy thì thầy Chiết là em ruột mình. Thì bữa nay nói mới biết. Rồi, mình quay trở lại phần đi của mình ha các anh chị. Để mình gửi cái bài cho các anh chị. Bây giờ đó, trên cái khung chat đó các anh chị, nó có một cái đường Zalo, tức là có một anh chị nào đó người ta tạo một cái nhóm Zalo cho những cái môn mà mình giảng á, tức là môn sinh học di truyền hay môn vi sinh ký sinh của những cái lớp trước rồi, thì mình mượn cái này, tức là các anh chị trên cái khung chat mình trong cái hộp thử chat mình có nhắn cái Zalo đó, Zalo đó là các anh chị có thể vào trong nhóm đó. Bây giờ mình sẽ gửi cái bài ôn tập vào trong đó và mình gửi cái đường link để kiểm tra vào trong đó luôn, và bắt đầu mình sẽ nói về cái bài ôn tập được link ha. Thì các anh chị mình lưu ý, các anh chị có thể vào cái Zalo đó trên khung chat, tất cả các anh chị thấy chưa? Dạ thấy rồi thầy. Thấy rồi thầy. Không biết các anh chị nào đó làm thì cũng cảm ơn anh chị đó, tại vì mình thấy có nhóm đó thì nó cũng tiện, tại vì trường đó thì nhiều lớp quá, nhiều khi mình gửi cái gì đó nó không được. Ủa, nhóm Zalo nào em không có biết hả thầy? Cái gì chị? Nhóm thầy gửi nhóm Zalo nào vậy thầy? Mình gửi trên cái khung chat của Google Meet, nó có một cái đường link để các anh chị vào cái nhóm Zalo đó, thấy chưa? Dạ dạ, để em xem. Em thấy nhiều anh chị mình vô lắm rồi đó. Anh nào chưa thấy? Anh vô cái khung chat trên Zalo Meet á, trên cái Google Meet mình đang nói là trên cái phần mềm của mình nè. Anh vô được cái khung chat đó không? Có một anh nào đó mình nó mới nói là mình chưa vào được á, thì cái anh nó vào được khung chat mình không? Vâng. Dạ không thấy thầy ơi. À, hả? Dạ không thấy được. Anh có vô khung chat của mình chưa? Dạ rồi thầy. Anh thấy cái chữ Zalo Mi đồ OZMD gì đó thấy không? Anh thấy không? Em không vào bình thường chân mà. Rồi, thấy rồi, thấy có bột mà gửi lên nè. Đó thì mình gửi cái trước đó, anh không thấy cái trước mà cái sau hả? Dạ vâng. Đó, rồi, các anh chị vào cái Zalo đó đi. Rồi, mình đã gửi bài ôn tập và cái thấy rồi, thấy cái đường lên bài kiểm tra luôn rồi thầy. Kiểm tra, rồi. Bây giờ nè, mình sẽ nói trước về bài kiểm tra. Tức là gì?
bài kiểm tra nó là một cái link, link đến trên Google Form. Các anh chị sẽ làm bài trên cái link đó, làm bài. Và sáng thứ hai mình sẽ mở ra mình xem rằng là các anh chị có bao nhiêu anh chị đã nộp bài. Tức là cho các anh chị 2 ngày đến sáng thứ hai. Nếu như sáng thứ hai mình mở ra có 100 người thì 100 người đó khi mình chấm bài mình sẽ tính bình thường. Còn nếu như mà sáng thứ hai có 100 bài nhưng mà sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm mình mở thì có 112, 113 thì 12, 13 anh chị đó là chúng ta sẽ trừ mỗi người một điểm nha. Tức là các anh chị nộp bài trễ. Đó là cái nhất của thời gian nộp bài. Cái thứ hai là khi các anh chị làm thì do lớp của các anh chị đông, có thể là mình bấm nó thì nó sót một anh chị nào đó hay gì đó, thì sau khi các anh chị làm kiểm tra khi mà có điểm, tức là có thể là mà thường là các anh chị đông quá mà mình cũng bận quá, có thể là mình chấm một tuần, có thể là hai tuần nó mới xong, có thể là ba tuần mới xong, thì khi mà xong á mình sẽ gửi cái bảng điểm lên trên cái nhóm Zalo cho các anh chị, thì mình gửi bảng điểm lên. Nếu anh chị nào thấy rằng là mình không có điểm, không có điểm, thì các anh chị có thể nhắn lên Zalo đó cho mình biết rằng mình không có điểm. Các anh chị chỉ cần nhắn là không thấy điểm của các anh chị thôi, các anh chị đừng có nhắn dài dòng. Có nhiều người nhắn là thầy ơi em đã tham gia đầy đủ các buổi học, đã làm đầy đủ bài kiểm tra, sao không thấy tên của em, nhờ thầy coi lại dùng, em làm đầy đủ hết mà sao em không có điểm, quan ức cho em quá, làm nhắn dài quá mình đọc cũng mệt lắm. Các anh chị chỉ cần nhắn là các anh chị không có bài kiểm tra, mình sẽ kiểm tra lại xem rằng là anh chị có bài hay chưa, và nếu như có mình sẽ phản hồi các anh chị rằng là mình đã cập nhật điểm cho các anh chị hay là mình đã thấy bài của các anh chị rồi. Chứ anh chị đừng nhắn dài dòng hết. Có nhiều người gọi thẳng cho mình bảo rằng là thầy sao em làm bài từ lúc mà thầy chấm em không có gì, thầy em học đàng hoàng, nói chung là nói một buổi trời, cuối cùng là hỏi cuối cùng là ý bạn muốn gì, nói là giờ thầy cập nhật bài giùm em, thì nói đơn giản vậy đi, mình sẽ cập nhật cho. Tức anh chị không có bài thì cái chỉ cần nhắn lên là mình không có bài thì mình sẽ kiểm tra lại cái điểm cho các anh chị. Cái thứ hai nữa rằng là khi các anh chị có cái điểm như vậy thì khi nào các anh chị có đủ cái điểm kiểm tra thì các anh chị mới được thi. Mình dạy nói luôn với các anh chị lưu ý nè, có nhiều anh chị mình đã nói rồi nhưng mà đến khi mà có vấn đề thì các anh chị vẫn gọi mình ý ới. Tức là gì? Mình dạy mình không điểm danh các anh chị nha, mình không điểm danh, bởi vì các anh chị đến 100 mấy chục anh chị lận mà nếu điểm danh các anh chị thì nó mất thời gian lắm. Còn trường có điểm danh các anh chị thông qua cái đường link các anh chị học hay thông qua cái phần mềm thống kê trên Google Meet hay gì đó thì cái chuyện đó mình không biết, thế nên đối với mình á là mình có nhiệm vụ là dạy các anh chị, xong rồi cho các anh chị làm bài kiểm tra, chấm điểm các anh chị và gửi điểm kiểm tra cho trường, và trường sẽ căn cứ trên đó, trường làm danh sách, rồi trường có tính điểm danh hay không là chuyện của trường nha, mình không tính điểm danh. Cho nên là cái bài kiểm tra của các anh chị là làm một lúc hai bài, bài số 1 và số 2 luôn, hai câu đầu là bài số 1, hai câu sau là bài số 2 gì đó, thì các anh chị xem trong đó nó sẽ có hai bài luôn, sẽ là hai cục điểm. Có nhiều bạn mình đã nói rất là rõ ràng là làm một lúc hai bài luôn, trong một cái đường link đó có hai bài, cuối cùng ra trả hai cục điểm. Cái mới nói rằng là phản ánh về trường là tại sao thầy cho làm có một bài mà bắt cho hai cục điểm, thì căn cứ ở đâu? Các anh chị nhìn cái bài thấy rõ ràng, mình nói luôn luôn rõ ràng là các anh chị làm hai bài trong một lần làm thôi, nhưng mà các anh chị làm luôn hai bài để mình sẽ tính hai bài cho các anh chị, để khỏi các anh chị phải làm lắt nhắt và mình chấm nó cũng sẽ không có dễ lộn như vậy. Và khi mình đã gửi cái bảng điểm lên, các anh chị nào không có điểm thì nhắn tin lên đây bảo rằng là không có, mình sẽ kiểm tra lại cho các anh chị, là một. Rồi sau đó đến ngày các anh chị thi, trường sẽ ra cái danh sách thi nha, trường ra danh sách thi, thì trường ra danh sách thi có thể rằng là trường cũng thống kê sót tên của các anh chị, cho nên là các anh chị không đủ điều kiện thi, thì các anh chị cứ việc mở cái sheet Excel á, sheet nào mà có tên của mình, có cái điểm của mình, thì cứ chỉ cho phòng đào tạo biết rằng là cái tên của mình ở vị trí đó, cái điểm của mình đã có, tức là mình đủ điều kiện để thi, chứ không phải là coi như phòng đào tạo thống kê sót. Thì các anh chị cứ phản ánh phòng đào tạo, tại vì làm danh sách thi là phòng đào tạo chứ không phải là mình. Cho nên rằng là, và các anh chị thi ngày nào cũng là do phòng đào tạo chứ không phải là do mình. Cho nên rằng là các anh chị nếu mà đã có điểm rồi thì các anh chị cứ phản ánh phòng đào tạo là mình ở cái sheet đó, cái điểm đó, để phòng đào tạo sẽ cập nhật cho các anh chị. Hoặc là có thể là đến ngày đó
gấp quá không cập nhật kịp thì các anh chị cứ thi, mình có thể cập nhật sau cho các anh chị. Còn hơn là các anh chị không thi, các anh chị sẽ không có bài. Và một điều nữa nha các anh chị, khi mình gửi các bảng điểm lên thì các anh chị chịu khó mình xem coi tên mình có hay không, rồi mình phản hồi với mình xem cho kỹ nha. Lần trước mình phản hồi rất nhiều anh chị gọi ý ới, nhắn tin quá trời luôn, bảo rằng là kiểm tra đi. Cuối cùng mình lật đật mình đi kiếm cái bài mình chấm lại cho các anh chị, xong chấm xong rồi vừa tính nhắn tin cho người đó cái bảo rằng là em nhìn lại được rồi, tên em nó nằm ở cái sheet khác mà giờ em kiếm nãy giờ mới ra. Các anh chị nhìn cho kỹ tất cả các sheet có tên mình hay không, nó có thể có 3-4 sheet gì đó thì các anh chị xem là cái các anh chị nằm tên ở cái sheet nào không quan trọng, các anh chị miễn là các anh chị có tên trong cái sheet nào đó là được. Và khi các anh chị chỉ cho phòng đào tạo là nếu sót tên mình thì chỉ phòng đào tạo là mình ở cái sheet đó, điểm số đó, điểm số đó. Rồi có một điều lưu ý nữa là khi các anh chị mà nhà trường người ta công bố cái danh sách mà đủ điều kiện dự thi á, thì nếu như các anh chị không có tên mà các anh chị chiếm ở trong cái bảng điểm mà không có tên mình thì phải báo cho mình liền, đừng để thi xong rồi mới báo mình không giải quyết nha các anh chị. Có nhiều anh chị rằng là trường gửi danh sách thi lên trước một ngày hai ngày gì đó không coi, đến giờ thi vô thấy mình không có tên, lúc đó thi xong rồi mới ý kiến, không được nha các anh chị. Các anh chị phải xem cái điểm mình trước, mình sẽ gửi lên cái nhóm này cái điểm Excel để các anh chị xem, và các anh chị khi đã có thì các anh chị cũng xem nha, nhớ là xem. Có nhiều anh chị bảo rằng là em không biết cái nhóm, em không biết cái đường link, thì mình mới hỏi lại là bạn có làm bài kiểm tra không, nói dạ có. Nếu mà không biết nhóm thì làm sao có đường link, biết cái đường link để làm kiểm tra các anh chị. Cho nên là các anh chị lưu ý dùm ha, dùm. Có mấy vấn đề về cái kiểm tra mà các anh chị cần lưu ý. Nhiều quá có thể mình sẽ chấm sót, hay là bấm chuột thì nó nhảy cái bài của anh chị, có thể là tới tên anh chị mà mình lỡ bấm hai lần đó, thì nó nhảy qua hai lần, nó nhảy qua cái bài của các anh chị khác. Cho nên rằng là có hết rồi. Một cái nữa rằng là cái bài các anh chị làm trên Google Meet, các anh chị làm Google Form, tức là nó sẽ lưu lại hết. Mình khi mà các anh chị làm xong hết, mình sẽ lưu trữ dưới dạng một cái file Excel hoặc là một cái file ở trên cái Google Drive của mình nữa. Cho nên rằng là bài của các anh chị ai làm như thế nào có hết, và mình sẽ chấm cho các anh chị hết. Thì các anh chị, cái chuyện mà các anh chị thắc mắc về điểm ấy, thì cũng hạn chế các anh chị. Bởi vì sao? Các anh chị cứ làm bài, đôi khi là các anh chị ra trên mạng hay là nghe bạn mình hay là nghe ai đó, các anh chị cứ làm bài, các anh chị đánh vào, các anh chị gõ vào. Khi mà chấm ra điểm 8 điểm, các anh chị gọi điện thắc mắc rằng là em làm đúng hết, em tra đầy đủ, em tra trên mạng nhiều lắm, em tra em thấy kỹ hết, em đọc kỹ lắm rồi, mà tại sao có 8 điểm Nhưng mà mình lọc bài lại thì thực ra đúng, mà nếu đúng cho 7.5 được, các anh chị không 8 được đâu. Cho nên là mấy bài là các anh chị được thắc mắc. Cái thứ hai nữa là có thể là các anh chị chuyển bài từ người này qua người kia, nhưng mà người ta nộp bài trước mình thì mình chấm cái bài đó mình thấy rằng là 7 điểm. Nếu như mà cái bài sau nó giống y chang vậy luôn, giống từng câu từng chữ luôn đó các anh chị, mình có thể cho 6.5 thôi. Mặc dù là các bạn là người chuyển file cho người ta, nhưng mà người ta nộp bài trước, mình đâu có biết ai là copy ai của ai đâu. Nhưng mà hai bài mà giống y chang nhau hết thì có thể rằng là sẽ một bài điểm cao và điểm thấp. Tại quan trọng là mình chấm cái bài nào trước. Cho nên là về điểm thì hầu hết là các anh chị sẽ đậu, không tay đề mở, mà đề mở thì các anh chị là 7, 8, 9, 10, thậm chí là 10 là bình thường. Cho nên là không có ai mà điểm thấp đâu, các anh chị đừng có lo về cái điểm đó. Đó là cái phần về bài kiểm tra. Các anh chị có còn thắc mắc gì về kiểm tra không? Thầy cho em hỏi, ví dụ như cái bài đề kiểm tra giữa kỳ tối nay làm á, thời hạn là khi nào hết vậy thầy? Hai ngày, sáng thứ hai sáng thứ hai mình sẽ xem là coi bao nhiêu anh chị đã nộp. Nếu anh chị nộp sau sáng thứ hai thì sẽ trừ mỗi người một điểm. Thầy ơi, cho hỏi nha, đề là trách nhiệm hay tự luận vậy thầy? Đề tự luận anh. Dạ, hai cái 15 phút với lại 45 là tự luận hết luôn hả thầy? Dạ, cảm ơn thầy. À thầy ơi, thầy ơi, cái bấm gửi là gửi đó hả thầy? Anh làm xong rồi anh bấm gửi là gửi. Thầy ơi, thầy có thể dời cái thời hạn nộp bài được không thầy? Tại vì đa phần á, mấy bạn đi học đều là phải đi làm á thầy, mà đang cận Tết á thầy, cho nên là cái lịch ngoại khóa nó dày lắm thầy. Không giờ chứ.
hai ngày có 4 câu xíu rồi. 7 chủ nhật cuối tuần rồi ráng sắp xếp mà làm đi. Có 4 câu rồi chị ơi, công việc công ty nó đang nhiều lắm á chị. Thật sự là em cho 2 ngày rồi, nó dài rồi. Nó dài rồi. Nó dài rồi. Chị tranh thủ nghe chứ không phải là quá nhiều. Không tranh cãi nữa các anh chị. Hai ngày các anh chị, không thay đổi. Dạ, rồi lớp nào mình sẽ cho hai ngày. Nếu như chị bận thì có thể là ra 3 ngày, 4 ngày, mình sẽ chờ 1 điểm thôi. Dạ. Anh à, thầy ơi, cho em hỏi cái Google Sheet đó là mình mở lên mình làm một lần luôn hay là nếu mà lần sau mình mở lên thì có được không thầy? Lần sau các anh chị mở lên nó có thể được. À, là nó lưu lại những cái thông tin mình đã không lưu, không lưu. Nó không lưu. Dạ. Các anh chị làm lần nào là nó kết thúc lần đó. Các anh chị làm lần nào nó sẽ kết thúc lần đó. Nếu các anh chị làm lại á, đôi khi á cùng một địa chỉ mail các anh chị làm lại nó chấp nhận cho các anh chị làm. Nhưng mà đôi khi chị làm lại một lần nữa thì nó phải đòi hỏi các anh chị hai cái địa chỉ mail. Đó thì tùy. À không thầy, ý là em làm nhưng mà em chưa bấm nút gửi, em chưa có hoàn thành đó thầy. Rồi xong rồi giống như ngày mai em mới mở lại để em làm tiếp theo á, thì nó có lưu lại thông tin cũ hay không á để em làm tiếp á? Không. Lưu hay không là do cái máy của chị á, chứ không phải là do là lưu đâu, cái phòng đó nó không lưu đâu bạn. Không, nó không lưu. Nó không lưu nhưng mà trong cái điện thoại chị. Nó không lưu. Không lưu lại. Do cái máy của chị á. Chị đừng có lấy máy khác là được rồi, chị dùng một máy thôi. Cái câu hai con chơi hai con dưới là cái gì anh? Hai con trên là hai con dưới là 45 phút. Thì nguyên tắc là cứ 15 rồi tới 45, tới hai con trên 15, hai con dưới 45. Dạ. Trong đó thấy ghi rõ rồi mà. À thầy ơi, hồi nãy em vào kể á. À, em muốn hỏi là nếu mà ở trong cái danh sách mà em không có tên á, kiểu học bổ sung mà không có tên á, thì thầy thêm em vô hả thầy? Cái đó hỏi nhà trường bạn ơi. Không phải, không phải, không phải. Nghe mình nói nè. Nếu như các anh chị làm bài kiểm tra mình, anh chị là tắt máy hết đi các anh chị. Nếu như danh sách mình đã có trong tay một cái danh sách của trường gửi ha, thì danh sách đó là người trường gửi cho mình một file Excel. Nếu như các bạn anh chị làm bài kiểm tra nếu như không có tên á, không có tên á, thì mình sẽ lập một cái sheet mới và mình sẽ để tên các anh chị vào đó rồi sau đó mình sẽ gửi cho trường. Rồi sau đó nếu như các anh chị sau này khi mà các anh chị đi thi á, mà trong danh sách tên mà không có tên anh chị đủ điều kiện á, thì các anh chị hãy mở những cái sheet đó và chỉ cho trường biết rằng là mình nằm ở cái sheet đó. Có nghĩa là tất cả các anh chị làm bài kiểm tra nếu có tên danh sách thì mình sẽ thêm, mình sẽ vô thẳng điểm, còn nếu không có mình sẽ gõ lại tên của các anh chị để nhập đó. Nên là dạ yeah, cảm ơn thầy nhiều nha. Không, lưu ý là các anh chị sao khi các anh chị làm bài á, các anh chị vui lòng là ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và cái khóa, ví dụ Nguyễn Văn A, ngày tháng năm sinh là 1/1/2024, khóa 23, phục hồi chức năng đó, ghi cho đầy đủ thì mình sẽ nhập cái sheet mới. Nếu như không có tên các anh chị, mình nhập cái sheet mới thì thông tin của các anh chị sẽ đầy đủ và trường nó sẽ dễ dò và sẽ dễ đúng tên các anh chị, không thì có thể sót tên các anh chị. Thầy cho em nói này, thầy cho mấy bạn hiểu. Tại vì lúc mà em học cái môn của thầy là học bổ sung của thầy, là cô Hường kêu là nộp cái làm cái đơn xong gửi chuyển phát nhanh chụp hình gửi cho cô Quỳnh xong rồi mới gửi danh sách qua cho thầy, chứ nếu mình không lập đơn là mốt là không có cái danh sách để thi đâu rồi. Không làm đơn xin học bổ sung có cái mẫu đơn đấy. Thì những cái đó là cái thủ tục hành chính, thì các anh chị liên hệ với bên phòng đào tạo đó. Tại vì mình thì chỉ dạy với lại ra đề thi, giống như còn cái việc mà thủ tục hành chính với lại thi như thế nào thì đó là bình thường thôi. Cái ngày thi cũng sẽ do trường quyết định, mình chỉ có thi xong rồi mình nhận bài rồi mình chấm thôi ha, vậy thôi. Rồi thầy, khi thi là mình cũng thi tự luận đánh chữ vào bài trực tiếp của Google Meet luôn hả thầy, của Google Form luôn hả thầy? Thi hả chị? Dạ. Thi thì các anh chị đánh trực tiếp vào. Dạ dạ rồi dạ. Sáng thứ hai thầy có giới hạn là tới bao nhiêu tới giờ nào không thầy?
Đó. Sáng thứ hai đó thầy. Deadline của nó là mấy giờ thôi? Deadline của nó là 8 giờ sáng. Wow. Dạ. Thầy ơi, thi thì mình có đề mở không thầy, hay là rồi thầy nói quá trời. Rồi, bây giờ thầy? Rồi, bây giờ mình sẽ nói mình sẽ đi. Rồi các anh chị tắt micro đi, mình sẽ nói cho thi. Rồi, để mình chia sẻ lên cho các anh chị. Đây là bài ôn tập cho các anh chị. Ôn tập. Thi là hình thức thi tự luận. Bài ôn tập này trường yêu cầu mình ra cho các anh chị ba đề, cho nên là bài ôn tập nó sẽ nằm trong đây. Nó sẽ có mỗi đề đây. Mỗi đề nó sẽ gồm 5 câu. Các anh chị thấy không? Thấy cái màn hình không? Thấy thầy. Đây. Mỗi đề thi nó sẽ gồm 5 câu. Nó sẽ có 3 câu trong bài ôn tập. Nó sẽ chiếm của các anh chị 6 điểm. 6 điểm. 3 câu, mỗi câu 2 điểm là 6 điểm. Tức là những cái này nè, những cái like thế này, mỗi một câu nó sẽ là một like. Rất ngắn các anh chị. Các anh chị nhìn cái chữ nó ngoài như nó ngắn lắm. Một like. Like như thế này. Đó. Rồi. Một cái đề sẽ có 3 cái câu hỏi trong những cái like ôn tập này. Nó sẽ chiếm 6 điểm. Cho nên anh chị nào mà muốn đậu thì chỉ cần làm 3 cái câu này thôi là đậu rồi. Và ngoài ra nó sẽ mỗi đề nó sẽ có 2 cái câu tự luận. Tức là các anh chị hiểu theo cái cách của anh chị mà các anh chị biết. 2 câu tự luận đó các anh chị có thể rằng là các anh chị chỉ cần đọc qua một cái bài vài lần thì các anh chị có thể trả lời được. Thì 2 câu tự luận nó sẽ nằm trong bài những cái virus thường gặp, nhưng mà nó giới hạn cho các anh chị chỉ ở virus bệnh than và vi khuẩn bệnh lao thôi. Vi khuẩn bệnh than và bệnh lao. Rồi bài virus HIV, bài vaccine và huyết thanh miễn dịch, bài đại cương về ký sinh trùng, rồi các anh chị xem về dung móc, dung chỉ, sáng dễ heo, sáng dễ bò, heo bò là bột á, rồi ký sinh trùng sốt rét. Nó sẽ là 2 cái câu tuần nó nằm trong đó. Và các anh chị hiểu thế nào thì các anh chị cứ viết thế này. Đề thi này nếu các anh chị thi online cũng dùng đề này, nếu các anh chị thi trực tiếp tập trung tại trường cũng dùng đề này, không khác. Mình làm đề thì không phân biệt online trực tiếp. Các anh chị thi online hay trực tiếp? Online. Chắc học kỳ 2 chắc cho thi tại trường thầy. Thì đề này nó thi online thì đơn giản, các anh chị online thì ai cũng dơ lên, các anh chị ở nhà các anh chị chép thì nó đơn giản rồi. Còn nếu mà các anh chị thi trực tiếp tại trường thì các anh chị cũng dùng đề này, và nhớ rằng là thi không dùng tài liệu. Có anh chị nào thắc mắc về cái đề thi không? Không thầy, hiểu rồi. Ủa thầy ơi, thầy nói lúc mình thi là không dùng tài liệu á thầy. Rồi sao? Ý là nói thầy thi trực tiếp á, không dùng tài liệu. Còn mình thi online ở nhà thì mình cứ mở tài liệu. Đúng rồi. Thi trực tiếp cũng không được dùng tài liệu á thầy. Nhưng mà thường nói đề mở là có cho sử dụng tài liệu mà thầy. Đề này, đề kiểm tra thì các anh chị muốn làm, nhưng đề thi là không phải đề mở, đề thi là đề đóng. Đó, thì đề đóng không đề liệu rồi. Dạ, thi cảm ơn thầy. Dạ. Thi là đề đóng, nhưng mà tại vì nếu như các anh chị thi online á, nó cũng là đề đóng, nhưng mà tại các anh chị ở nhà, các anh chị xem tài liệu không ai phát hiện thôi. Chứ là đề đóng, chứ không phải đề mở. Chỉ có kiểm tra mới đề mở, tức là các anh chị muốn làm cái này làm, các anh chị muốn lấy tài liệu đâu thì tài liệu. Còn khi thi là đề đóng. Các anh chị thi online ở nhà thì bản chất cũng là đề đóng, nhưng mà tại vì các anh chị online ở nhà nên là các anh chị mở người ta không phát hiện các anh chị thôi. Nhưng khi trực tiếp thì anh chị cũng... hỏi quá là thiệt tình luôn. Thầy nói đúng mà anh chị. Thầy chị hướng dẫn lại cách kiểm tra 15 phút liên tiếp, thầy nãy giờ coi không hiểu là hai câu trên hai câu dưới viết xong đó rồi gửi lên là xong hả thầy? Gửi lên là xong anh. Rồi anh cứ chờ đó, khi nào mà mình gửi cái bảng điểm lên trên cái nhóm á
thì các anh chị vào đó các anh chị xem rằng là các anh chị có tên có điểm hay không. Nếu như không có điểm thì phản hồi lại cho mình biết rằng à thầy ơi em không có điểm, nhờ thầy kiểm tra lại dùm. Bạn nhắn nhớ nhắn là tên gì, ngày tháng năm sinh mà cái mã số, vậy đủ rồi, mình sẽ kiểm tra, chứ đừng có nhắn gì dài dòng. Có nhiều người nhắn một cái sớ táo quân, cuối cùng là câu cuối cùng là em không có bài kiểm tra, nhờ thầy kiểm tra lại dùm. Đâu đâu, em đọc lại câu hỏi kiểm tra đúng không thầy? Câu một là thầy ơi xong rồi đúng không thầy? Người xong rồi. Cái câu một là người bị nhiễm HIV, rồi câu hai là hãy cho biết bệnh lao phổi, đó là một câu. Rồi cái đề hai là vaccine là những virus. Rồi cái câu hai là vì sao dung kim kim này, là bốn câu vậy không thầy? Đúng rồi, bốn câu. Ok rồi, được chưa các anh chị? Có ai thắc mắc gì về đề thi để giao hỏi đi anh. Cái gì anh? Anh nói lớn lên, lớn lên. Xin lỗi anh nói mình chưa nghe rõ. Mở mic ồn thôi cho không hỏi đâu. Không được anh chị cứ làm trên cái Google Form đi, các anh chị bấm nút, các anh chị gửi là nó bay qua hộp thư của mình và mình sẽ kiểm tra hộp thư, mình chấm dịch, không cần phải ai gửi mình nữa. Máy nào cũng được anh chị. Anh nói nhỏ không nghe được, nghe được. Nhưng mà như vậy nè các anh chị mấy anh chị tắt mic đi, mình tức là các anh chị cứ làm trên cái link đó đi, các anh chị bấm nó gửi, nó sẽ qua cái hộp thư của mình và mình sẽ chấm. Có thể là giới hạn cho các anh chị là sáng thứ hai, nhưng mà mình có thể mở ra mình xem bao nhiêu người đã nộp thôi. Còn sau đó mình có thể lúc nào rảnh thì mình sẽ chấm, mình chấm xong bất kỳ lúc nào mình chấm cũng được, tại vì trên cái form của mình, rồi mình sẽ gửi bảng điểm lên cho các anh chị. Và lưu ý rằng là để đề phòng trường hợp mà các anh chị, nếu như các anh chị đã gửi mà sau này mình để sót tên các anh chị thì cũng có thể, tại vì đông quá mình có thể sót, thì các anh chị trước khi các anh chị nộp bài thì các anh chị nên chụp lại cái màn hình của mình lưu lại. Do đó nếu như giả sử các anh chị không có tên á, tên thì lúc đó các anh chị gửi cái hình chụp qua cho mình sẽ nó dễ hơn. Chúng ta tiến hành như là mình sót 3-4 anh chị gì đó thì gửi thẳng cái hình chụp đó qua Zalo cho mình thì nó sẽ dễ hơn, mình sẽ chấm lại cho các anh chị cũng được. Còn bây giờ là bắt buộc là các anh chị, tất cả anh chị phải làm trên form mà các anh chị gửi lên, gửi lên cho mình hết. Em hỏi tại em đang làm bài mà khi mà mình viết bài á, mình bấm xuống hàng lấy hàng lại không được. Em viết liền được không thầy? Cái gì chị nói chưa, nói chưa. Tức là em đang làm bài á, thì khi em bấm tên cái câu hỏi á, em viết á, mà em bấm để xuống hàng á thì nó không xuống được, mà nó phải viết liền đó thầy. Thì chị cứ viết liền đi, nó không cho xuống hàng đâu. À vậy thì khi em gửi bài thì nó vẫn, ý là mình viết liền thì bài vẫn qua thầy đầy đủ không thầy? Đúng, đầy đủ hết, không có gì hết. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy ơi, sao em nghe mấy giáo viên môn khác, giáo viên nói đi thi là đề mở đó thầy, chỉ có môn vi sinh ký sinh trùng là đề đóng đi thi thầy. Thì đó là tùy giảng viên mà, tùy giảng viên. Đóng hay mở là do tùy giảng viên à. Thì thầy nói vậy rồi đó. Đề mở. Đề mở với các anh chị, khi các anh chị thi online á, là thực ra là đề đóng như thế nào, nó mở đâu. Tại vì các anh chị ở nhà, cái nhà cái không ai phát hiện thôi. Đây là để đóng hay mở. Rồi, các anh chị bắt dùng. Cái gì anh?